Xin chào tất cả các chị yêu của Shop Nga BM. Tối nay thì em sẽ lên một lúc và đầu like thì em sẽ lên cho các chị yêu về cái set bộ lanh cực kỳ hot hit. Cái dòng chất liệu lanh Nhật có co giãn và mặc lên cực kỳ mát, siêu dễ mặc mà chị yêu nào cũng mê. Với cái form dáng thiết kế mới các chị yêu nhá, rất là đẹp, cực kỳ xinh với 5 tông màu. Nếu như những chị yêu nào mà trước đây chưa sở hữu được set bộ lanh nào của Shop em thì đừng bỏ qua mẫu này nữa các chị yêu nhá. Rất là đẹp, cực kỳ mê ạ. Và các chị yêu nhìn cho em cái thiết kế cổ này, rất là trẻ trung các chị yêu nhá. Form giá cái quần này nó là dáng quần lỡ 75 phân đã, nên là mặc lên cực kỳ dễ mặc, cực kỳ thoải mái và rất rất là xinh. Nên chị yêu nào đang kiếm tìm cho em một cái set bộ lanh với cái thiết kế mới và cái tông màu như em Nga đang mặc, các chị yêu đừng bỏ qua. Trời ơi, cái tông màu này nó đẹp vô cùng các chị yêu ạ. Một trong những cái mã bộ lanh mà em thấy hiếm có được cái tông màu như em đang mặc. Thực sự những chị yêu nào mà nhận được cái tông màu đầu tiên em mặc này, đảm bảo các chị yêu sẽ thấy cực kỳ thích luôn. Bộ này, mẫu này em có 5 màu và đủ size ML, XL, 2XL, 70 cân đổ về em chốt đơn. Các chị yêu nhìn gần cho em cái tông màu hoa em mặc này, rất là đẹp các chị yêu ạ, cực kỳ xinh luôn. Đó, vô cùng hoàn hảo và xuất sắc đỉnh nhá. Tông màu này em sẽ gọi là tông màu màu 1 đi ạ, màu 1 nhá các chị yêu nhá. Tông màu 1 đi ạ. Hoặc là các chị yêu nó gọi cho em Nga, nó không phải là tông màu trắng đâu các chị yêu nhá, nó không phải trắng đâu ạ, nó cũng không phải kem đâu mà nó phối màu rất là đẹp luôn. Nên em gọi nó là tông M1 đi cho nó dễ các chị yêu nhá. Em gọi nó là M1 đi ạ cho nó dễ nhá các chị yêu nhá. Chị yêu nào đang nhìn thấy em Nga cho em Nga một nút tương tác, chia sẻ ủng hộ đầu like giúp em Nga với ạ. Trời ơi, nó đẹp xuất sắc. Em đợi chờ mãi bởi vì thực sự là những set bộ lanh hôm nay nó có được cái dòng thiết kế cổ cảm giác cổ vuông như thế này các chị yêu. Chị em mình mặc lên rất là trẻ, có tay nhá các chị yêu nhá, dễ mặc, mặc đi đâu cũng được, mặc đi là mặc đi ở nhà, mặc đi chơi, uống nước, đi cà phê, rất là xinh và cực kỳ tuyệt vời. Nên chị yêu nào đang kiếm tìm cho em set bộ lanh này, các chị yêu đừng bỏ qua. Rồi, chút xíu em sẽ giới thiệu về 5 màu của set bộ lanh này, hoàn hảo xuất sắc ạ. Chị yêu nào đang nhìn thấy em Nga cho em Nga một nút tương tác, chia sẻ ủng hộ đầu like giúp em nha. Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu về bảng màu ạ. Em chào chị Nghiêm Tuấn. Rồi ạ, chị yêu nào đang nhìn thấy em Nga cho em Nga một nút tương tác, chia sẻ ủng hộ đầu like giúp em nha. Bộ này em có 5 màu. Màu đầu tiên em đang mặc em gọi nó là màu số 1 nhá các chị yêu nha. Màu đỏ này sẽ là màu số 2 đi ạ. Ở đây em sẽ lên những mảng màu nào em cảm giác em thích từ ngoài nhá các chị yêu nha. Em có 5 màu cho mã này. Màu em đang mặc này là màu 1 này. Màu thứ 2 là cái màu này. Màu này em gọi nó là giống như cái kiểu màu vàng bò đi các chị ạ. Nó không hẳn là vàng bò đâu ạ, nhưng mà nó không hẳn là nâu. Nó là cái phông màu phối. Màu này rất là đẹp luôn, màu số 1. Màu em đang cầm tay là màu số 2, rất là xinh nha. Màu số 2. Màu số 2 ạ. Màu em đang mặc là màu số 1 này. Màu tay em đang cầm là màu số 2 này. Đúng xuất sắc luôn. Đây, em sẽ cầm lên giới thiệu cho các chị yêu từng màu một. Màu em đang cầm tay là màu số 2 này. Màu số 3 là màu vàng này. Màu số 3 là màu vàng này. Màu đầu tiên em mặc siêu đẹp luôn. Em ưng ngay từ giây phút đầu tiên. Màu thứ 3 là màu vàng này. Màu thứ 4 là màu đỏ. Và màu thứ 5 là màu nâu nhá các chị yêu nha, nâu đất. Đây ạ. Màu thứ 4 là màu đỏ ạ. Wow, xuất sắc luôn. Màu thứ 4 là màu đỏ này. Chị yêu nào đang nhìn thấy em Nga cho em Nga một nút tương tác, chia sẻ ủng hộ đầu like đi ạ. Ủa, hôm nay ở ngoài chỗ em nóng vô cùng luôn, ra đến ngoài, ra đến ở bên ngoài nó không muốn ra nữa các chị yêu ạ. Ủa, nóng vô cùng. Tự dưng mặc được cái set lanh lên nó cảm giác nó sướng, sướng vô cùng các chị yêu ạ. Nó thích vô cùng bởi vì nó mát, nó nhẹ và nó quá là cực kỳ sướng luôn. Đấy ạ, nên chị yêu nào mà đã mê lanh nhà em Nga thì các chị yêu chỉ có nó sướng trở lên thôi. Đấy ạ. Đây. Màu thứ 5 là màu nâu này ạ. Tông hoa cho em Nga nhá, rất là đẹp. Em có 5 màu cho set M1 này. M1 đủ size 5 màu, ML, XL, 2XL, 70 cân đổ về em chốt đơn. Nếu như chị yêu nào mà
đã bỏ lỡ những set bộ lanh cực kỳ tuyệt phẩm của nhà shop em thì hôm nay các chị yêu đừng bỏ qua nữa mẫu này nha các chị yêu nha. Em có 5 màu cho siêu phẩm này. Và các chị yêu biết rồi, lanh của em Nga nó là lanh Nhật các chị yêu nhá, nên là nó có độ co giãn này và nó đã được qua xử lý nhăn nhầu hoàn hảo. Các chị yêu thoải mái quay trong máy giặt cho em Nga, cầm lên mặc nó rất là mát, có co giãn dễ chịu thoải mái cho em Nga. Form dáng chuẩn nhá các chị yêu nhá, size M là dành cho chị yêu nào khoảng 55 cân đổ về mà cho em size M. Em đang mặc bộ này là size M. Size L dành cho các chị yêu 60 cân đổ về, size XL dành cho các chị yêu dưới 65 cân và size 2XL dành cho các chị yêu đến 70 cân. Tính theo chiều cao 1m6 đổ về, các chị yêu mặc bao đẹp bao sang xuất sắc đỉnh cho em cái set bộ này. Chị yêu nào đang muốn kiếm tìm cho em Nga một set bộ lanh cao cấp rất là đẹp, cực kỳ sang với form dáng thiết kế mới này 2022 cho em Nga nha. Các chị yêu nhìn gần kỹ cho em Nga. Đấy ạ, từng chi tiết, từng cái chất liệu này các chị yêu ơi, kiểu dáng này, cổ này, trời ơi cái gam màu nó đẹp xuất sắc luôn nhá. Thì comment cho em đúng cú pháp là M1 kèm theo màu, kèm theo size, kèm theo số điện thoại hoặc chiều cao cân nặng kèm theo số điện thoại em chốt đơn nhá. Màu em mặc đầu tiên nó sẽ là màu 1 này, màu số 1 này. Các chị yêu ghi cho em Nga là số 1 này. Màu thứ hai của em Nga sẽ là màu số 2 này. Màu này nó giống như màu vàng bò này, là màu số 2 này. Màu thứ ba là màu vàng sẽ là màu số 3 này. Các chị yêu comment theo số nhá. Số 1, số 2, số 3 này. Màu đỏ này là sẽ là màu số 4 này, đỏ sẽ là thứ 4 này. Và màu nâu này sẽ là màu số 5. Em có 5 màu tất cả và các chị yêu sẽ comment cho em màu số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 giúp em Nga. Em đang mặc màu đầu tiên sẽ là số 1. Chị yêu nào lấy màu đầu tiên rất là đẹp, cực kỳ xinh, trẻ trung. Yêu màu này em phải nói là trong 5 gam màu này em nhìn màu này em thấy thích nhất đầu tiên luôn. Bởi vì nó rất là trẻ và nó là một trong những gam màu hiếm của những cái dòng lanh như thế này, ít có á. Nên chị yêu nào yêu thích cái màu đầu tiên giống như em thì các chị yêu comment cho em đúng cú pháp là M1 kèm theo số 1. Đấy ạ, màu 1 giúp em Nga kèm theo chiều cao cân nặng hoặc kèm theo size để em chốt đơn nhá. Mức giá lên đơn cho em Nga bộ này là 380.000 giúp em Nga. Bộ em đang mặc có mức giá là 380.000. Chị yêu nào đang muốn kiếm tìm cái set bộ em Nga đang mặc thì comment cho em đúng cú pháp là M, màu số 1 kèm theo size, kèm theo số điện thoại hoặc kèm theo chiều cao cân nặng, kèm theo số điện thoại em chốt đơn ạ. 380.000 một set nha các chị yêu nhá. Bộ em đang mặc chỉ có giá là 380.000. Đảm bảo là đẹp, đảm bảo là xinh, đảm bảo là mê. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Form dáng đẹp, kiểu dáng xinh, màu quá xuất sắc đỉnh luôn. Các chị yêu nhìn cái màu này, trời ơi cái màu này, các chị yêu ơi, nhận hàng cực kỳ mê cho em những cái màu này ạ. Màu em đang mặc nhá, đẹp xuất sắc luôn, cực kỳ trẻ trung, sáng da, dễ mặc và cực kỳ yêu. Đủ size M, L, XL, 2XL, 70 cân đổ về em chốt đơn ạ. Mức giá cho em Nga là 380.000 một bộ nhá. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em Nga. Màu em đang mặc là số 1 ạ. Màu thứ 2 là màu số 2 đây ạ. Màu thứ 2, số 2 là màu vàng bò này. Số 3 là màu vàng này. Thứ 4 là màu đỏ này. Và màu nâu này nhá các chị yêu nhá. Màu nâu này, à màu này nó gọi là màu, em cứ gọi nó là màu nâu đi. Là màu số 5 nhá các chị yêu nhá. Các chị yêu comment theo số như thế cho em dễ ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Em đang mặc là màu số 1, đẹp sang xịn, đủ size màu lấy L2XL, dành cho các chị yêu đến 70 cân đổ về em chốt đơn ạ. Chị yêu nào yêu thích màu số 1 như em Nga đang mặc, quá đẹp, quá sang, quá xịn thì comment cho em đúng cú pháp là M1 kèm theo số ạ, kèm theo size hoặc kèm theo chiều cao cân nặng em chốt đơn 380.000 thôi ạ. Đấy ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. Chị Trần Hường 1M1 size màu số 1 đúng không ạ? Chị Trần Hường bộ em đang mặc này. Chị yêu nào lấy thì comment cho em Nga mã kèm dạ. Chị Trần Hường khách mới cho em xin luôn chiều cao cân nặng với nhá. Màu em đang mặc là số 1 ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga, hay các chị yêu gọi là màu trắng cũng được. Đấy ạ, em gọi nó là màu trắng đi ạ, hoa trắng đi ạ cho nó dễ nhá. Rất là xinh, cực kỳ đẹp. Mức giá cho em Nga là 380. Bộ em đang mặc nhá, 380.000, rất là đẹp và cực kỳ sang. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga nhá. Thoải mái quay váy giặt cho em Nga. Vần vò cực kỳ mát, nhẹ tênh, có co giãn và mặc lên cực kỳ mê. Đây ạ. Các chị yêu nhìn cho em Nga, rất là đẹp. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga nhá. Đấy ạ. Màu số 3 cho chị Nhường Nguyễn em chốt đơn ạ. Màu số 3 là màu vàng ạ. Màu em đang mặc là số 1 này. Đấy ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga mã M. Kể ra gọi số nó cũng khó nha. Chị yêu nào lấy thì cứ cho em ghi chữ em là màu thôi. Màu 1, màu 2, màu 3, màu 4 kèm theo size thôi ạ. Màu em đang mặc là màu 1. Màu này là màu 2, màu này là màu 3, màu đỏ là màu 4 và màu này là màu 5. Các chị yêu chỉ cần ghi cho em là màu thôi là được ạ.
Màu 1, màu 2, màu 3, màu 4, màu 5 này em chốt đơn nha. Màu em đang mặc là màu số 1, mức giá là 380.000 cho em nha, một set đủ size M, L, XL, 2XL. Em đang mặc set này là size M các chị yêu nhá. Màu em đẹp, màu em đang mặc cực kỳ tuyệt vời nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Màu số 1 quá đỉnh, quá mê và cực kỳ tuyệt vời ạ. Nên chị yêu nào lấy thì comment cho em đúng cú pháp này, em chốt đơn. Áo sơ mi màu đỏ em có lên không? Áo sơ mi màu đỏ là màu gì ạ? À, màu 1 chị Nhường Nguyễn là màu màu em đang mặc đúng không ạ? À, chị Nhường Nguyễn là màu số 1 và màu số 3 đúng không ạ? Chị Nhường Nguyễn là hai bộ đúng không ạ? Ok, chị Định Lê màu số 1 size M em chốt đơn này. Chị Nhường Nguyễn là hai bộ màu số 1 và màu số 3 đúng không ạ? Đấy ạ. Màu 1 và màu 3 đúng không ạ? Chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga nhá. Mức giá cho em Nga là 380.000 một set thôi ạ. Chị Nhường Nguyễn, chị Nhường Nguyễn khách cũ chứ? Chị Nhường Nguyễn em nhớ là hình như khách cũ chứ nhỉ? Chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. Em đang mặc là size M đấy ạ. Đây ạ, các chị yêu nhìn cho em Nga. Riêng về dòng lanh, lanh cao cấp này của em Nga thì các chị yêu thoải mái quay trong máy giặt cho em Nga, không sợ nhăn nhầu này. Đấy ạ. Em vò này, có co giãn, có đàn hồi. Và em buông ra là các chị yêu tự thấy á, lanh nó tự đàn hồi này. Rất là thích luôn, không sợ nhăn nhầu nha các chị yêu nha. Chất này, các chị yêu nhìn kỹ chất cho em Nga, cực kỳ đẹp và cực kỳ mát. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. Màu số 1, mức giá cho em Nga 380.000. Đủ size M, L, XL, 2XL, 70 cân đổi về em chốt đơn ạ. Chị nào? Chị Định lên lấy màu số 1 thì cho em xin số điện thoại với ạ. Màu số 1 màu trắng thì cho em xin số điện thoại với ạ. Màu số 1 nhá, chị Định Lê lấy thì cho em xin số điện thoại em chốt đơn nha. Comment cho em đúng cú pháp là màu số 1 ạ. 380.000, chị thêm màu đỏ size M. Chị Hiền Nguyễn, comment của chị Hiền Nguyễn là lấy màu gì với màu gì đấy ạ? Em đang thấy chị Hiền Nguyễn ghi là màu đỏ. Ok ạ, màu đỏ cho chị Hiền Nguyễn là màu số 4 này. Màu số 4 cho chị Hiền Nguyễn, một bộ size M cho chị Hiền Nguyễn ạ. Màu em đang mặc đúng không ạ? Chị Nhường Nguyễn màu số 1. Màu số 1 chứ không phải màu 3, màu 1. Chị Nhường Nguyễn là lấy màu số 1 và màu số 3 đúng chị Nhường Nguyễn ơi. Chị Nhường Nguyễn là lấy hai bộ đúng không ạ? Chị Định Lê cho em xin số điện thoại với ạ. Chị Định Lê cách mới cho em xin số điện thoại với ạ. Chị Huyền Nguyễn là lấy một bộ đúng không ạ? Tại vì em đang thấy là chị thêm bộ màu đỏ size M em, thì không biết là chị Hiền Nguyễn là đã lấy màu gì rồi ạ. Áo sơ mi đỏ em up hình cùng với quần jean màu jean đen ấy, áo sơ mi đỏ em mắc hình cùng với quần jean đen. Sơ mi đỏ là cái mã gì nhá? Áo sơ mi đỏ mắc hình cùng với lại quần jean đen. Chị chụp ảnh màn hình gửi qua inbox giúp em Nga được không ạ? Em sợ là nhiều khi các chị yêu xem là nó là ở cái mẫu nào ấy, tả như thế thì em không rõ được, nên chị có thể chụp ảnh màn hình gửi qua inbox giúp em Nga nhé. Giúp em Nga với ạ. Chị shop cho mình xem quần bò giấy dài đi. Chị Hiến Nguyễn ơi, quần bò giấy dài á. Quần bò giấy dài chị hiện tại em không lên là đúng hai bộ. Chị Hiền Nguyễn hai bộ là chị Hiền Nguyễn hình như có comment một màu gì nữa nhỉ? Chị Hiền Nguyễn ơi, chị comment lại giúp em Nga với. Chắc là comment trước của chị nó bị ẩn rồi, em không đọc được cái comment trước rồi chị Hiền Nguyễn ạ. Chị Hiền Nguyễn lấy bộ một bộ màu gì nữa đấy chị Hiền Nguyễn ơi? Em mới đọc được mỗi comment màu đỏ của chị thôi, là màu số 4 thôi. Còn cái màu đầu tiên chị comment em không đọc được mất rồi. Nên là comment lại giúp em Nga nhé. Chị Định Lê, chị size M, chị Định Lê. Màu Nga mặc với màu đỏ, ok ạ. Màu số 1 và màu số 4 cho chị Hiền Nguyễn ạ, ok ạ. Bộ này siêu đẹp luôn. Chị yêu nào tin em Nga, dinh cho em cái bộ đầu màu đầu tiên em mặc. Đảm bảo các chị yêu nhận hàng, màu này cực kỳ xinh ạ. Nhìn các chị yêu, em gọi nó là màu trắng thôi, nhưng mà các chị yêu nhìn gần cho em Nga nhá. Nhận hàng về các chị yêu thấy cái màu này nó rất là lạ luôn. Đấy ạ, nó không phải là trắng tinh ạ, nên nó rất là dễ mặc luôn. Form dáng đẹp, kiểu dáng xinh, chất siêu siêu mát luôn. Đấy, mặc nhẹ tênh như không mặc các chị yêu ạ. Mặc lanh này thì nhẹ tênh như không mặc, không nhanh nhầu. Đấy ạ, form dáng đẹp ạ. Mà dáng quần này, dáng quần đợt này là về dòng 75 phân, cho nên nó rất là thích nhá các chị yêu nhá. Dáng trước thì nó chỉ là 65 phân thôi, nên các chị yêu sẽ thấy là nó chỉ qua đầu gối một chút xíu ạ. Còn cái dáng này nó 75 phân, nên nó rất là vừa phải, dễ mặc, nó không quá dài, không quá ngắn. Chị yêu nào cao hay thấp đều mặc đẹp cho em Nga với cái dáng quần này cực kỳ xinh. Mức giá cho em Nga chỉ có giá là 380.000 thôi ạ. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn, đừng bỏ qua nhá. Đảm bảo các chị yêu nhận hàng là ưng là mê. Màu đầu tiên em đang mặc, chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Bây giờ em sẽ sang màu thứ hai. Bộ em mặc bao nhiêu tiền đấy? Bộ em đang mặc có giá 380.000 thôi ạ. Hàng lanh của bộ em đang mặc là bộ lanh các chị yêu nhá. Nhưng mà dòng lanh này của em Nga là lanh cao cấp ạ.
Nhanh không nhăn nhầu, có co giãn nhá, thoải mái quay trong máy giặt cho em Nga. Các chị yêu mặc lên cực kỳ thích và mặc rất là mát, có co giãn. Đấy ạ, từ nãy giờ em cứ vò cái nanh. Nếu mà các chị yêu thấy không ạ, nếu mà nanh thường, nanh rẻ tiền, đúng ạ, mà em vò như thế này là các chị yêu biết rồi, nó sẽ nhăn nhầu đúng không ạ. Nhưng các chị yêu nhìn cho em Nga này. Đấy ạ, em vò xong em buông ra, các chị yêu có thấy nanh nó bị nhăn không ạ? Đây ạ, em đứng gần luôn cho các chị yêu nhìn này. Rất là đẹp và cực kỳ xinh. Nên chị yêu nào đang kiếm tìm cho em cái set bộ lanh rất là đẹp, cực kỳ sang em mang mặc. Màu số 1 thì comment cho em Nga nhá, hoặc là màu trắng đủ size ML, XL, 2XL với mức giá là 380.000 ạ. Comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn ạ. Set bộ em đang mặc là vải lanh chị Vũ Phượng nhá, rất là mát, cực kỳ sướng luôn. Hôm nay thì mã màu em đang mặc là màu số 1 ạ. Mã màu 1 chị có thể comment cho em là màu trắng này. Màu này em gọi nó là màu vàng bò đi, màu vàng, màu đỏ và màu nâu đi ạ. Em gọi các chị yêu có thể comment theo màu, và các chị yêu có thể comment cho em là màu 1 này, màu 2 này, màu 3 này, màu 4 này, màu 5, tùy các chị yêu ạ. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga nhá. Màu em đang mặc sẽ là màu số 1. Đấy ạ, chị yêu nào muốn lấy màu số 1 của em Nga thì chốt đơn cho em Nga màu số 1. Là em chốt đơn rất là đẹp, cực kỳ sang, mức giá 380.000 thôi. Đảm bảo màu này các chị yêu nhận hàng là ưng, là mê, rất đẹp, cực kỳ xinh. Và chất lộ lanh của nhà em Nga các chị yêu biết rồi. Về mẫu nào là hết mẫu đấy, về mẫu nào là bao nhiêu khách muốn đặt hàng cũng không có hàng, không có màu, không có size. Nên những chị yêu nào mà chưa sở hữu bộ này các chị yêu nhanh tay chốt đơn. Bởi vì mặc nó siêu siêu sướng ạ. Mặc càng mê, càng mặc càng thích và càng mặc càng dễ chịu, thoải mái, co giãn, đàn hồi, mát vô cùng ạ. Ok, chị Thi Tuyết Nguyễn chốt đơn cho em Nga bộ size XL ạ. Chị Thi Tuyết Nguyễn ơi, chị 57 cân thì mặc bộ này cho em size L thôi ạ. Chị mặc màu em đang mặc size L thôi nhá, chị 57 cân mặc cho em size L thôi ạ. Chị mặc cho em màu em đang mặc size L thôi chị Thi Tuyết Nguyễn nhá. Đấy ạ. Chị 57 cân thì mặc cho em size L thôi, chị mặc size 2XL nó sẽ bị size XL nó sẽ bị rộng quá. Bây giờ em sẽ lên màu tiếp theo các chị yêu nha. Trời ơi, nó rất 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 là đẹp ạ. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Màu em mặc này, đây, giới thiệu một chút xíu, đứng gần một chút xíu nữa, sau đó em qua mẫu này. Rất rất là đẹp luôn. Chị cho em lại cân nặng đi ạ. Size M là dưới 55 cân, size L như em đang mặc size M thôi đấy ạ. Bộ này khá thoải mái nhá, chị Thi Tuyết Nguyễn nhá. Size M em đang mặc size M này, em đang mặc size M. Size M là dưới 55 cân, size L là dưới 60 cân, size XL dưới 65 cân và size 2XL dưới 70 cân. Bộ lanh này của em Nga các chị yêu giặt thoải mái, nó không bị co lanh. Chính vì thế cho nên các chị yêu nếu như mà chị vẫn là 58 59 cân ấy, nếu mà có tăng cân, 58 59 cân thì chị vẫn mặc cho em size L thôi. Đấy ạ. À, mặc cho em size L thôi nhá. Chứ nếu mà không chị lấy trên size nhiều khi chị về mặc nó sẽ hơi thoải mái, trừ khi là chị thích mặc rộng quá nhiều. Vì thật ra những cái dáng bộ lanh này cho em Nga thì mặc thoải mái cho em vẫn cứ xinh ạ. Đấy ạ, em đang mặc size M khá thoải mái luôn rồi. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn nha. Bây giờ sẽ mặc sang màu vàng bò là màu số 2. Chị yêu nào lấy thì cứ chốt đơn ạ. Chị Nhường Nguyễn, chị Nhường Nguyễn là lấy hai bộ đúng không chị Nhường Nguyễn? Chị Nhường Nguyễn là lấy cho em là màu số 1 và màu số 3 đúng không ạ? Màu trắng và màu vàng đúng không ạ? Chị Nhường Nguyễn là lấy màu số 1 và màu số 3 là trắng với vàng đúng không ạ? Em cứ cho chị XN đi. Ok ạ. Ok chị Thi Tuyết Nguyễn. À, size XL. Bây giờ em sẽ mặc sang màu số 2 nha. Chị yêu nào còn muốn sở hữu màu số 1 của em Nga thì cứ comment cho em màu số 1 nhá, là em chốt đơn. Đảm bảo các chị yêu nhận hàng bộ này sẽ cực kỳ mê. Và cái màu số 1 của em Nga là cái màu cực kỳ hiếm. Nên những chị yêu nào mà thích một cái set bộ lanh nhá, không đụng hàng. Em phải nói luôn là cái màu số 1 của em Nga ấy là cái màu mà các chị yêu sẽ thấy là lanh không đụng hàng. Đấy ạ. À, hiếm gặp rất là ít. Đấy ạ, cực kỳ xinh thì các chị yêu chốt đơn cho em cái màu này. Tông màu cực kỳ xinh, nhã nhặn, nhẹ nhàng, mặc lên cực kỳ mê, thanh thoát và cảm giác mặc lên nó mát mắt luôn ngay từ cái giây phút đầu tiên chị em mình nhìn thấy nhau luôn ạ. Đấy ạ, các chị yêu nhìn cái tông màu này, tông màu cảm giác nó nhẹ nhàng, nó mát mắt ngay từ giây phút đầu tiên luôn. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga nhá, mức giá chỉ có giá là 380.000 thôi. Đẹp sang xịn là có thật luôn ạ. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Ok, chị Nguyễn Thị Thúy Nga M1 size lớn chốt đơn. Bây giờ em sẽ lên màu thứ hai nha các chị yêu nha. 380.000 một bộ thôi chị Như Quỳnh ơi. Set bộ lanh nhà em Nga chỉ có giá 380 thôi ạ. Đấy ạ, nên là chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. 380.000 một bộ. Bây giờ em sẽ lên màu số 2. Đấy ạ, chị yêu nào lấy màu số 1 thì cứ comment cho em màu số 1 nhá. Bây giờ em sẽ lên màu số 2 ngay bây giờ nha.
ngắm dã man luôn các chị yêu ạ. Mặc cái bộ này lên siêu sướng luôn. 380.000 màu số 2 của em Nga đây ạ. Chị yêu nào thích cái màu này em gọi nó là màu vàng bò các chị yêu nhá, cho nó dễ gọi. Màu số 2 hoặc là các chị yêu ghi cho em Nga là màu vàng bò, xinh không các chị yêu ơi. Em đang mặc là size M này. Màu này rất xinh luôn ạ. Cực kỳ xinh, 380.000 một set thôi. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Đẹp, sang, xịn, dễ mặc và cực kỳ trẻ trung nhá. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn cho em Nga. Màu em đang mặc là màu số 2 hoặc là màu vàng bò. Chị yêu nào yêu thích cái màu này thì các chị yêu chốt đơn cho em Nga. Nhìn thì không bắt mắt ạ, nhưng mặc lên các chị yêu sẽ thấy giá trị vô cùng luôn nhá các chị yêu nhá. Rất là đẹp, cực kỳ sang và tông màu em đứng gần đấy ạ. Trời ơi, nó đẹp vô cùng và cực kỳ hoàn hảo ạ. Còn quần bò jean, jean giấy dài không em? À, cái loại cao cấp thì còn đấy chị Pham Hằng ơi, nhưng mà em không biết là còn size của chị không. Cái dòng mà loại sẫm ấy thì em còn, nhưng mà em không nhớ là còn không, còn size số nào ạ. Tại vì bây giờ nó chỉ còn để size thôi mà hàng đấy thì không về được. Đấy ạ, nên là có gì chị inbox vào trong trang giúp em Nga với. Đấy ạ, hoặc tí nữa các chị yêu nhá, tại vì em nên chỉ đầu like một chút xíu về dòng lanh thôi. Lanh em chỉ lên đầu like một chút xíu thôi ạ. Nên là chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga, bởi vì lanh là không có nhiều. Đấy ạ, mẫu này em về nhưng cũng không được nhiều, nên chị yêu nào muốn sở hữu ạ, không sợ hết hàng đấy ạ, và có đủ màu cho các chị yêu lựa chọn thì các chị yêu nhanh tay chốt đơn nha. Màu em đang mặc là màu số 2, các chị yêu gọi cho em Nga nó là màu vàng bò, rất là xinh, màu hoa rất là đẹp. Mức giá cho em Nga là 380.000, đủ size ML, XL, 2XL thì các chị yêu nhanh tay chốt đơn cho em Nga nhá. Mã là M2 cũng được ạ, comment cho em M2 cũng được hoặc là màu số 2 cũng được các chị yêu nhá, hoặc màu vàng bò cũng được. Comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn ạ. Mức giá 380. Đẹp sang xịn, em Nga cao 1m54, nặng gần 55 cân, và nặng 55 cân, và em đang mặc bộ này size M, co giãn 4 chiều, mặc siêu mát nhẹ nhàng. Những chị yêu nào mà người nóng khó tính và cảm giác là luôn luôn thích mặc những cái gì đồ mát á, vì thực sự là em vừa mới đi ra ở ngoài xong đấy ạ, rất rất là nóng và em mặc cái này cực kỳ sướng luôn. Bộ này em có đủ size ML, XL, 2XL đến 70 cân, chị mua nguyên nhá. Mã này em có đủ size ML, XL đến 2XL dành cho các chị yêu đến 70 cân ạ. Nên thoải mái size cho các chị yêu lựa chọn. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. 64 cân chị mặc cho em bộ này size XL thôi chị mua nguyên ơi. Chị mua nguyên là 64 cân chị mặc cho em, xếp bộ lanh là size XL là thoải mái luôn cho em nha. Chuẩn hàng cao cấp ạ. Chị bộ vàng bò ok chị Nhài Nguyễn, màu em đang mặc M2 em chốt đơn ạ. Đẹp vô cùng ạ. Mặc em dơ như thế này thì rất là bình thường, nhưng khi các chị yêu nhận hàng, các chị yêu mặc lên cho em Nga thì cảm giác sướng vô cùng luôn ạ. Nên các chị yêu để ý ạ, lanh nhà em Nga cứ đến đâu là hết đến đấy ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nha. Chị Nhài Nguyễn khách mới cho em xin chiều cao cân nặng với ạ. Những chị yêu nào mà chưa sở hữu bộ lanh thì các chị yêu nhanh tay chốt đơn nhá. Comment cho em đúng cú pháp. Mã là M2 hoặc là màu số 2, màu vàng bò em chốt đơn ạ. 380.000 một set ạ. Đây, rất là đẹp, cực kỳ sang. Số lượng về mỗi màu không được nhiều, nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Em nên đầu like một chút xíu về lanh thôi. Đây ạ. Sướng vô cùng luôn, chất cực kỳ mát, có co giãn. Các chị yêu nhìn cái độ co giãn này. Lanh ạ, thoải mái quay trong máy giặt cho em Nga, và lanh này nó không bị co các chị yêu nhá. Nên các chị yêu cứ lấy đúng size cho em Nga. M dưới 55 cân, L dưới 60 cân và XL dưới 65 cân. 2XL dưới 70 cân. Lưu ý lấy đúng chuẩn size giúp em Nga, bởi vì lanh này nhà em nó không co giãn giống như lanh rẻ tiền đâu các chị yêu nhé. Những dòng lanh rẻ thì khi các chị yêu giặt đi, các chị yêu sẽ thấy nó bị co vào, các chị yêu cảm giác nó bị co. Còn lanh này của em nó không bị co, nên các chị yêu lấy chuẩn size cho em Nga. Chị Nhài Nguyễn size M em chốt đơn ạ. Cao 1m58, nặng 54 cân, mặc chuẩn cho em size M nha, em đang mặc luôn ạ. Đấy ạ, size M nhá, em đang mặc size M này. Form dáng đẹp, kiểu dáng xinh, cực kỳ mê. Chị Hoa Đồng Nội cao 1m60, nặng 60 cân. Chị Hoa Đồng Nội cao 1m60, nặng 60 cân. Nếu như mà chị người gọn thì lấy cho em size L thôi ạ. Còn nếu mà chị muốn mặc thoải mái một chút xíu nữa thì chị lấy cho em XL nhá. Đấy ạ, nên là chị có thể lấy theo theo sở thích của chị yêu. Đấy ạ. M2 đỏ ạ, M2 ạ. M2 là màu em đang mặc hay là màu đỏ ạ, chị Hoa Đồng Nội ơi? Chị Hoa Đồng Nội là lấy màu vàng bò em đang mặc hay là lấy màu đỏ đấy ạ? Bởi vì em đang thấy chị ghi là M2 đỏ hay là M2 đó là gì ạ? Cho em đúng nhá, cho em đúng mã với ạ thì em mới chốt được đơn ạ. Màu em đang mặc là màu vàng bò nhá, chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. Mã là M2 cho em Nga. M2 ạ. Chị Hoa Đồng Nội là lấy M2 là màu vàng bò em đang mặc đúng ạ? Nếu mà chị gọn người thì chị lấy cho em size L, còn nếu bình thường chị hay mặc thoải mái và chị hay mặc XL dòng nhà em Nga rồi thì chị lấy cho em XL nhá.
1m62, chị 1m62 ạ. Màu đỏ, chị qua đồng đội màu đỏ. Chị đang cho 1m60 này 60 cân thôi. 1m60 này 60 cân. Chị mua nguyên lấy cho em size XL ạ. Chị lấy cho em size XL. Chị nhà anh Nguyễn size M. Cho chị size. Chị mặc cho em M thôi chị nhà anh Nguyễn ơi, chị mặc cho em M thôi, chị cao 1m54 cao 1m58 nặng 54 cân mặc M cho em Nga thôi ạ. Tại vì hàng của em Nga nó là len cao cấp hàng chuẩn nhá. Các chị yêu đừng đừng lấy rộng nhá, lấy rộng về rộng đấy ạ. Em mặc em Nga là em đây ạ. Nếu như chị yêu nào chưa mua hàng bên nhà em Nga hoặc chưa biết rõ ấy, thì các chị yêu lưu ý cho em Nga này, em Nga cao 1m54, em nặng 54 cân ạ. Nhưng mà vòng mông của em Nga là 96-97 đấy ạ. Vòng mông của em là 96-97 nhá. Eo của em là 74. Đấy ạ, eo 74-75 rồi ạ. Nên các chị yêu nhìn form nó khá là thoải mái. Mà các chị yêu nhìn quần cho em Nga này. Em mặc quần đấy ạ, các chị yêu nhìn này. Quần size M, các chị yêu thấy quần lanh của em nó có co giãn nên mặc thoải mái cho em Nga. Nhưng các chị yêu giặt đi ạ, nó không bị co vào nhá. Lanh nó không bị co đâu ạ. Lanh này giặt đi nó vẫn nguyên thế, nó không bị co. Nên các chị yêu đừng trừ đi nhá, bởi vì bình thường các chị yêu mua lanh rẻ á, cái lanh khác ấy thì các chị yêu giặt đi nó hay bị co lanh, nên các chị yêu hay phải đẩy size lên. Nhưng mà riêng này của em Nga lấy chuẩn size nhá, trừ khi các chị yêu thích mặc rộng nhiều. Đấy, các chị yêu thích mặc rộng nhiều, tại vì thật ra dòng lanh nó rất là dễ mặc, mặc rộng lên một chút xíu cũng ok, còn mặc kiểu như em Nga đang mặc cũng rất là thoải mái luôn. Đấy, cho nên là các chị yêu hãng mới đẩy size cho em Nga nhé, trừ khi là các chị yêu thích rộng nhiều, các chị yêu thích mặc rộng nhiều thoải mái nhiều các chị yêu mới đẩy size, chứ đừng tính cái phần trừ hao đi khi mà lanh giặt bị co nhé. Bởi vì lanh nhà em là lanh đã qua xử lý rồi, hàng cao cấp rồi nên giặt nó không bị co đâu ạ. Nên các chị yêu đừng trừ cái phần đấy đi, mà chỉ tính cái phần mà các chị yêu thích mặc rộng thôi nhá. Nếu các chị yêu giữa size đấy ạ, thì sau khi nghe em tư vấn các chị yêu chốt lại cho em Nga nhá. Đấy ạ, để em đi đúng size và các chị yêu nhận hàng mặc được luôn, không phải là đổi size hay đổi số gì ạ. Đấy ạ. Đấy ạ. Chị mua nguyên lấy thì comment cho em thêm màu nhá. Đấy ạ, chị Đinh Lê chốt lại đơn cho chị mua chị màu vàng bò size M các bạn. Chị Đinh Lê là lấy màu chị đang mặc nhá. Đấy ạ. Chị sợ nó co, đúng rồi, em biết nhiều chị sợ nó co, nhưng manh nhà em nó không co. Đấy ạ. Bộ em đang mặc có giá là 380.000 ạ. Bộ em đang mặc có giá là 380.000. Chị Đinh Lê đổi màu này, đổi sang màu vàng bò này. Đấy, chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Rất là đẹp, cực kỳ xinh. Các chị yêu phải mặc những cái dòng này của nhà em Nga, các chị yêu mới thấy nghiện. Và vì sao mà lanh, những cái dòng lanh của này của nhà em Nga là về đến đâu là hết đến đấy. Và lúc nào cũng trong tình trạng là không có hàng, không có đủ size, đủ số nhiều cho những chị yêu nào mà comment sau ấy. Đấy, chỉ 1-2 ngày nó đã khuyết size, khuyết số rồi. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Giá là 380.000. Mặc vô cùng sướng, và những chị yêu nào đã mặc rồi thì các chị yêu mặc là mê. Đấy, cứ mua cho em 2-3 bộ màu thay đổi rất là đẹp. Và cái thiết kế này nó là cái thiết kế cực kỳ dễ mặc. Các chị yêu nhìn cho em Nga này, nó là thiết kế cổ vuông như thế này nha các chị yêu nha. Ở phần cổ nó có cái phần đắp ren rất là xinh, dễ mặc, khuy này, rất là trẻ nha các chị yêu nha, dáng trẻ. Đấy ạ, có tay, quần thì lớp 75 phân cho nên rất là tuyệt vời. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. Nó là lanh Nhật chị Nguyễn Hằng nhá, nó là lanh Nhật ạ, hàng cao cấp cho em Nga, không nhập nhầu. Đấy ạ, chứ không phải là lanh lụa, không phải là lanh lụa đâu ạ. Nên chị yêu nào lấy thì các chị yêu chốt đơn cho em Nga. Bây giờ em sẽ lên mã màu số 3 là màu vàng này. Bây giờ em sẽ lên màu vàng nhá. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. Màu vàng bò cho size M cho chị Liên Nguyễn em chốt đơn ạ. Chị mua nguyên lấy màu gì thì comment cho em thêm màu nhá. Màu đầu tiên này, màu này em gọi, các chị yêu có thể comment cho em màu này là màu trắng này. Màu thứ hai em gọi nó là màu vàng bò. Đấy ạ, bởi vì nó có hai màu vàng nên em gọi nó màu thứ hai là màu vàng bò. Màu số 3 em sẽ mặc nên nó sẽ là màu vàng nhá. Màu nào cũng đẹp, đủ size ML, XL, 2XL, 70 cân đổ về em chốt đơn cơ ạ. Nên các chị yêu cứ comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn nhá. Bây giờ sẽ mặc lên màu vàng ạ. Em sẽ mặc màu vàng luôn các chị yêu nha. Rất là đẹp, cực kỳ sang. Mức giá thì vô cùng tuyệt vời. Liên khách mới cho em xin chiều cao cân nặng đấy ạ. Chị Liên Nguyễn khách mới cho em xin chiều cao cân nặng. Em mặc màu vàng, bỏ vàng đấy ạ. Chị yêu là thích vàng, chốt đơn cho em vàng này. Wow, xuất sắc ạ. Không phải lanh nhung nhá chị Nguyễn Hằng nhá, không phải lanh nhung ạ.
À nó mát như lanh nhung á, nó còn siêu siêu mát hơn ý ạ. Lanh nhung nó lại còn dưới cả cái tầm lanh này chị yêu ạ. lanh nhung là giá rẻ hơn lanh này mà chị yêu. Đấy ạ. Rất là mát. Nói đến lanh thì nó là một trong những cái dòng mà chất liệu mát nhất so với các loại rồi đúng không ạ? Lanh này. Đúng thì lanh nhung thì nó lại là cái chất liệu khác hơn một chút xíu. Các chị sẽ thấy nó lì hơn một chút xíu ạ. Còn lanh này của em Nga nó cực kỳ mát luôn, nhẹ. Mặc như không mặc luôn, cực kỳ mát ạ. Nên nếu như chị yêu nào mà chưa sở hữu, các chị yêu mua, các chị yêu mặc thử đi ạ, là các chị yêu sẽ thấy nghiện đấy ạ. Cực kỳ mát và siêu sướng, form dáng đẹp, kiểu dáng cực kỳ tuyệt vời và cực kỳ mê luôn. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Nó dạng như kiểu lanh này, nó dạng như kiểu lanh nhưng mà nó có kiểu dạng như kiểu chất kiểu hơi cốt tông một chút xíu ấy, nên là nó có cái độ co giãn cực kỳ sướng luôn. Sướng lắm luôn ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga nhá. Đấy ạ. Comment cho em đúng cú pháp, màu em đang mặc là màu số 3. Màu này em gọi đó là màu vàng, nên chị yêu nào lấy thì cứ comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Màu em đang mặc là màu vàng nha các chị yêu nha. Màu trắng này, màu vàng bò này, màu số 3 em đang mặc là màu vàng. Chị yêu nào lấy màu số 3 thì các chị yêu comment cho em màu số 3 hoặc ghi cho em màu vàng để em chốt đơn ạ. Đủ size ML, XL, 2XL. Form dáng chuẩn nha các chị yêu nha. Đủ size ML, XL, 2XL, 70 cân đổ về em chốt đơn ạ. Đấy, em Nga cao 1m54 và nặng 55 cân. Em đang mặc bộ này là size M nhá. Đẹp không các chị yêu ơi. Form dáng đẹp, kiểu dáng xinh. Riêng những cái dòng này của nhà em Nga càng mặc càng mê. Đấy ạ, càng mặc càng sướng và cực kỳ thoải mái cho em Nga. Các chị yêu mặc là sẽ nghiện không bao giờ. Giặt các chị yêu không bị co lanh và mặc lên rất là sướng luôn ạ. Mát, nhẹ. Mặc cái em này các chị yêu đi chơi, đi uống nước. Đấy ạ. À, đi cà phê rất là lịch sự. Bởi vì bình thường những cái dòng lanh các chị yêu biết rồi, nếu mà lanh thường thường ấy, các chị yêu sẽ thấy nó không sướng được như lanh này đâu. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhé. Màu em đang mặc là màu số 3. Bây giờ em sẽ sang màu chị Hoa Đồng Lộ cho chị xây L này. 380.000 thôi chị Trương Thị Nhàn ơi. Bị ẩn comment rồi. Ok chị. Chị Hoa Đồng Lộ cho chị xây L này. Bộ em đang mặc lanh này mặc phê luôn. Em cảm ơn feedback vô cùng tuyệt vời của chị Lưu Thị Xỉu đấy ạ. Khách nào nhà em Nga mà đã mặc dòng lanh này rồi là các chị yêu sẽ có feedback vô cùng tuyệt vời đấy ạ. Mặc là phê đúng không ạ. Riêng dòng set bộ lanh này của nhà em Nga thì các chị yêu mặc lên cực kỳ mê và cực kỳ phê. Nên chị yêu nào muốn sở hữu nhá thì các chị yêu nhanh tay chốt đơn. Bởi vì số lượng em về 5 màu đủ size ML, XL, 2XL cho nên nó không được nhiều đâu ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. Mức giá cho em Nga là 380.000. Cứ comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn ạ. 380. Thì như em quên em không để ấy sao nhỉ. Không được cua được cái sao đúng không. Chắc quên rồi. Cho em để quên rồi. Đấy ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga nhá. Màu em đang mặc là màu số 3 này, màu vàng này. Các chị yêu có thể xem lại chụp ảnh màn hình cho em Nga. Hôm nay em quên em không đặt chế độ tua cho các chị yêu mất rồi. Đấy ạ. Em quên em không đặt chế độ tua. Màu vàng này. Xinh không các chị yêu ơi. Nó đẹp, nó sang, nó xuất sắc đỉnh luôn ạ. Bây giờ em sẽ mặc luôn màu thứ tư. Đấy ạ, bởi vì em chỉ lên bộ lanh này trong một lúc đầu tiên thôi. Đấy ạ, mặc màu cho các chị yêu ngắm thôi ạ. Rất là đẹp và cực kỳ sang, đủ size ML, XL, 2XL. Nên chị yêu nào lấy thì cứ chốt đơn ạ. Ok, chị Hoa Đồng Nội em đổi sang size L cho chị yêu rồi ạ. Tiếp theo cho em Nga màu em đang mặc là màu số 3, màu vàng. Chị yêu nào yêu thích màu vàng thì chốt đơn màu vàng. Bây giờ em sẽ mặc màu thứ tư là màu đỏ luôn này. Và màu thứ năm là màu cuối cùng. Sau đó thì em sẽ sang những cái mã khác các chị yêu nha. Lanh này quá đẹp luôn rồi ạ. Màu đỏ ạ. Ôi sướng lắm luôn ạ. Cứ lấy cho em Nga 2-3 màu thay đổi các chị yêu nhá. Bởi vì những cái dòng này đảm bảo nếu như tầm này các chị yêu không mua thì mấy nữa các chị yêu không thể nào mua được nữa, mà phải chờ đến sang năm mới mua được những cái dòng này. Đấy ạ. Nếu bây giờ các chị yêu không mua em này thì chỉ chờ đến sang năm các chị yêu mới mua em này thôi. Đấy ạ. Vì tầm này mà bây giờ những cái dòng quá đẹp như thế này mà về các chị yêu không mua thì chắc chắn là hẹn các chị yêu sang năm để sở hữu những cái dòng xếp bộ lanh xịn sò này của shop em nhá một lần nữa. Đấy ạ. Còn chị yêu nào mà đã mua rồi, đã trải nghiệm rồi. Đấy ạ, thích cái kiểu dáng này bởi vì mỗi một kiểu dáng em về nó đều khác nhau, không đụng hàng. Đấy ạ, và chọn lọc dáng các chị yêu nhá. Form dáng dễ mặc và các chị yêu mặc cho em cực kỳ sướng ạ. Đảm bảo các chị yêu mặc là mê, mặc là nghiền cho em nha. Đấy ạ, nên chị yêu là lấy thì chốt đơn nha. Dạ chị, ok, chị Nguyễn Thị Quyên sẽ XL em chốt đơn ạ. Chị 380.000 thôi chị Duyên Hằng ơi. Bộ em đang mặc có giá là 380 ạ. Chị Nguyễn Thị Quyên này sẽ XL đấy, thoải mái ạ. Ok, chị Nguyễn Thị Quyên sẽ XL. Bây giờ em sẽ mặc sang màu đỏ ạ.
Nguyễn Thị Quyên là lấy size XL mặc cho thoải mái đúng chị Nguyễn Thị Quyên. Chị Nguyễn Thị Quyên là cao 1m60 lại 60 cân, chị lấy XL mặc cho thoải mái đúng không ạ? Đây ạ, màu đỏ này, đẹp không các chị ơi? Màu nào của em cũng đẹp. Quan trọng là không những màu đẹp ạ, mà quan trọng nó là chất lượng. Chất lượng nữa các chị ạ, form dáng đẹp màu. Các chị nhìn cái màu hoa vàng mặt bên trong cho em Nga nhé. Xuất sắc luôn. Đấy. Các chị yêu nhìn tang mác này là các chị yêu biết rồi. Cực kỳ mê luôn cho em Nga. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Mức giá 380 thôi ạ. 380.000 một set. Quá đẹp, quá sang, quá xịn luôn rồi. Mặc là mê, mặc là nghiện. Wow. Quá đỉnh, màu vàng. Rồi màu nào cũng xinh. Đây ạ, màu đỏ này, màu đỏ đẹp không các chị ơi? Chị yêu nào yêu thích màu đỏ chốt đơn cho em màu đỏ này. Màu đỏ xinh quá chị ơi. Quá đẹp luôn, từ form dáng đến chất liệu đến kiểu cách quá là tuyệt vời các chị yêu nhá. Không có một điểm gì để chê cho em set này. Nên chị yêu nào muốn sở hữu set này thì nhanh tay chốt đơn cho em Nga. 380.000 một set thôi ạ. Em Nga đang mặc là size M ạ. Chưa bao gồm phí ship ạ. Giá cho em Nga là chưa bao gồm phí ship chị yêu nhá. Còn chị yêu nào mà muốn được free ship, các chị yêu vui lòng chuyển khoản giúp em Nga thì sẽ được free ship ạ. Đấy ạ, mông đùi chị to. Ok, chị Nguyễn Thị Quyên, mông đùi em cũng khá to đấy ạ. Đấy ạ, chị mặc size XL thoải mái giúp em Nga. Cho chị xem áo phông vàng. Áo phông vàng là áo nào chị yêu? Áo siêu cấp này nhá. Đây đúng không ạ? Áo phông vàng này đúng không chị đồng nội Hoa? Áo này của em Nga nó là hàng của DBA này. Áo này của em Nga đây đúng không ạ? Áo màu vàng này đúng không chị đồng nội Hoa? Đây ạ. Chị yêu nào đấy thì chốt đơn cho em Nga nhá. Mức giá cho em Nga là 380.000. 380.000 ạ. Comment cho em đúng cú pháp là em chốt đơn. 380.000 thôi các chị yêu nha. Rất là đẹp và cực kỳ sang. 380 ạ. Set em đang mặc, bộ em đang mặc có giá là 380.000 một set. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Màu em đang mặc là màu đỏ. Đủ size ML, XL, 2XL. 70 cân đổ đến chốt đơn ạ. Chị yêu nào muốn sở hữu bộ này với mức giá là 380 thì các chị yêu cứ comment cho em đúng cú pháp là mã em đang mặc là màu số 4 nhé. Ghi hộ em là màu số 4 này, em chốt đơn ạ. Đủ size. Ok ạ, à, chị Nguyễn Thị Nhung 56 cân mặc cho em size L chuẩn size luôn ạ. Chị Võ Thị Nhung size L em chốt đơn ạ. Đẹp lắm luôn các chị yêu ơi. Màu cho em Nga này. Thực sự là cái màu gì cho em cũng đẹp đấy ạ. Màu đỏ này. Trời ơi nó ngất ngây luôn. Form dáng đẹp nhá. Quan trọng các chị yêu nhìn cho em Nga cái thiết kế của nó ạ. Các chị yêu sẽ thấy ạ, nó khác biệt nhá. Không phải lúc nào các chị yêu cũng kiếm được những cái thiết kế như thế này đâu ạ. Rất là xinh, cực kỳ tuyệt vời. Thiết kế cổ V này, cổ vuông, có cái phần phối ren rất là đẹp, cực kỳ sang. Chất liệu thì nó là dòng men, à dòng lanh nhật cao cấp, có co giãn đàn hồi. Đấy ạ, thoải mái quay trong máy giặt, không sợ nhăn nhầu các chị yêu nhá, và không bị co. Đấy ạ, mặc lên cực kỳ mát, mặc nhẹ tênh như không mặc đấy ạ. Nói chung chị yêu nào mà nóng khó chịu đấy ạ, thích mặc những cái đồ mát dễ chịu thoải mái nhất thì các chị yêu lựa chọn cho em cái mẫu này. Đây là một trong những cái tuyệt phẩm luôn rồi ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. Mức giá cho em Nga là 380.000 cho em set này. Chị Thiều Quyên hai bộ màu vàng và màu đỏ. Ok ạ, ok chị Thiều Quyên đỏ vàng size M em chốt đơn. Chị Võ Thị Nhung 56 cân size lớn chốt đơn ạ. Chị Thiều Quyên màu đỏ và màu vàng size M em chốt đơn nha. Em đang mặc là size M. Trời ơi nó đẹp mỹ mãn ạ. Đấy ạ. Ok chị Lưu Thị Xỉu màu đỏ size L em chốt đơn ạ. Đẹp xuất sắc luôn. Trời ơi mê ly luôn các chị yêu ạ. Wow xuất sắc luôn ý ạ. Không có màu nào không đẹp. Phải nói là mà quan trọng là cái set bộ này, cái thiết kế này nó lại vừa đẹp vừa trẻ vừa dễ mặc. Chị yêu nào cũng mặc được cho em Nga. Đấy ạ, các chị yêu mà trung tuổi, các chị yêu mặc cái kiểu dáng này nên cho em lại cực kỳ trẻ các chị yêu nhá. Mặc cực kỳ trẻ đấy ạ, nên tầm tuổi nào chị em mình cũng mặc được cho em Nga. Bởi vì cái thiết kế cổ này các chị yêu này, trời ơi chị em mình mặc lên cực kỳ sướng và rất là mê. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga nhá. Màu em đang mặc là màu số 4 ạ, màu đỏ. Đấy ạ, màu đỏ các chị yêu nhá. Chị yêu nào yêu thích màu đỏ thì chốt đơn cho em màu đỏ. Sang xịn đẹp, có co giãn này. Các chị yêu nhìn lanh cho em này, sướng vô cùng luôn ạ. Cực kỳ thích nhá các chị yêu nhá. Mặc lên form rất là đẹp, dáng quần là baggy, có co giãn đàn hồi cho em Nga. Cặp của nó là cặp chun, hàng cao cấp chuẩn xịn cho em Nga. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga nhá. Tông màu hoa rất là xinh. Đấy ạ, các chị yêu nhìn cái bản cạp cho em Nga này, rất là đẹp luôn. Cực kỳ mát, dễ chịu, thoải mái. Trời ơi, cái áo này em nói thực sự là chị yêu nào mà ở đâu mà mặc các chị yêu ấy, nếu mà chị yêu nào mặc có thể mix đồ ấy, mặc nhẹ nhàng cho em kiểu như thế này này. Đấy, sơ vi vào cho em Nga. Kém đồ đi đâu chơi cũng rất là chất luôn. Xinh không các chị yêu? Đấy, màu đỏ này. Chị Thư Quyên 1m57 cân. Mặc xe nào là chị
Chị Thiều Quyên, chị Thiều Quyên đợt này là bao nhiêu cân? Chị Thư Quyên ơi, đợt này chị bao nhiêu cân ạ? À? Bình thường chị mặc bộ lanh này nhà em Nga là size M hay size L đấy chị Thiều Quyên. Đấy, các chị yêu có thể sơ pin vào cho em Nga. Rất là xinh luôn. Đấy ạ, lanh là các chị yêu nhìn lanh này. Không bao giờ giống như lanh rẻ nhá các chị yêu nhá. Không bao giờ giống như lanh rẻ đâu. À, chị Lê Thúy Quỳnh màu đỏ size M em chốt đơn ạ. Xinh xuất sắc ạ. Chị Trần Hương màu đỏ size 2XL em chốt đơn và màu vàng bò đúng không ạ? Chị Trần Hương lấy hai màu đúng không ạ? Chị Liên Vũ màu số 3 là màu vàng đúng không ạ? Chị Liên Vũ là màu số 3 đúng không ạ? Chị Liên Vũ là lấy màu vàng này đúng không chị Liên Vũ ơi? Chị Liên Vũ là lấy màu số 3 là màu vàng đúng không chị Liên Vũ? Chị Ngô Thị Tuyết 70 cân mặc cho em size 2XL ạ. Chị Ngô Thị Viết 70 cân thì mặc cho em size 2XL nhá. Chị Hương Nguyên là chị Hương Nguyên là gì đấy ạ? Chị Hương Nguyên là gì đấy ạ? Chị Thiều Quyên là đợt này chị bao nhiêu cân ạ? À? Em đang thấy là chị Thiều Quyên là 380.000 thôi chị Nguyễn Thị Hằng ơi. Chị Hương Nguyên là lấy màu đỏ đúng không chị Hương Nguyên? Chị Lưu Thúy Quỳnh, chị Lê Thúy Quỳnh lấy M đấy ạ. À. Chị Trịnh Phèo 51 cân mặc cho em size M chị Trịnh Phèo nhá. 51 cân thì mặc cho em size M ạ. À. 380.000 một set nhá các chị yêu ơi. 380 ạ. À. Chị Trịnh Phèo là 51 cân mặc cho em size M. Các chị yêu comment của em nó bị ẩn đấy các chị yêu comment lại cho em Nga đi ạ. À. Em đọc xong em nó bị trôi mất rồi ạ. À. 380 nhé các chị yêu nha, 380.000. Chị Liên Vũ là lấy M3 tức là lấy màu vàng đúng không chị Liên Vũ ơi? Chị Liên Vũ lấy M3 có phải là lấy màu vàng không ạ? Chị yêu nào lấy màu 4 thì các chị yêu comment cho em Nga. Không có 3XL chị Ngô Thị viết ạ. À. Bộ là bộ của em Nga chỉ có đủ size ML, XL, 2XL đến 70 cân tính theo chiều cao 1m6 là em chốt đơn đấy ạ. À. Em có size đến 70 cân tính theo chiều cao 1m6 chị Ngô Thị viết nhá. Em không có size 3XL. 3XL là 75 cân ạ. À. Đấy là nên là chị 70 cân nếu cao 1m60 chị mặc cho em size 2XL ạ. Chị Lê Thị Quỳnh đợt này gầy rồi đúng không chị Lê Thị Quỳnh? Các chị yêu nào mà vừa rồi em hỏi lại ấy, các chị yêu comment lại giúp em Nga nhá. Tại vì comment nó bị ẩn rồi em không đọc được nữa rồi ạ. Chị Hương Nguyên có phải lấy màu đỏ không thì comment hộ lại hộ em là màu đỏ là màu số 4 nhá. Comment cho em đúng cú pháp là em chốt đơn ạ. Đây, rất là xinh, sang vô cùng, cực kỳ đẹp đấy ạ. Các chị yêu nhìn cho em nha, dáng đẹp cực kỳ mê. Chị yêu nào lấy tông màu đỏ thì chốt đơn cho em nha. Em có 5 màu cho các chị yêu sở hữu này. Chị yêu nào thích màu đầu tiên nhá, là cái màu em gọi nó là màu trắng cho dễ này. Thì các chị yêu chốt đơn cho em là màu trắng hoặc là màu số 1. Đấy ạ, màu thứ hai là màu vàng bò là màu số 2. Màu số 3 là màu số 3 hoặc là M3 thì nó là màu vàng này nhá các chị yêu nhá. Còn màu em đang mặc là màu số 4 là màu đỏ ạ. Đấy ạ, bây giờ em sẽ mặc màu cuối cùng là màu nâu nhá các chị yêu nhá, màu nâu hay là màu nâu nhá các chị yêu nhá. Em mặc màu cuối cùng là màu nâu. Em gọi nó là màu nâu cho chốt đơn. Chị Lê Thế Quỳnh xem M ok em ơi. Đấy ạ. Okay. Lê Thế Quỳnh là ok lại, có nghĩa là chị mặc M thôi. Chị Ngô Thị Viết chị cao 1m55, chị cao 1m55 thì em sợ nó hơi ôm chị yêu ạ. 1m55 mà nặng 70 cân thì sợ hơi ôm ạ. Hôm trước chị lấy L rộng quá thế à chị Lê Thị Quỳnh. Đấy ạ. Những chị yêu nào lưu ý cho em Nga nhá, lanh nhà em Nga là form chuẩn size. Nên các chị yêu đừng lấy size để mà mặc giặt để cho nó co các chị yêu nhá. Bởi vì riêng lanh nhá thì mặc nó thoải mái cho em Nga vẫn đẹp. Nhưng mà mình mặc, nếu như mà các chị yêu muốn mặc nó vừa phải như em đang mặc này thì các chị yêu chốt đơn chuẩn cho em Nga. Cứ 55 cân đổ về mà cho em size M, 60 cân đổ về mà cho em size L, 65 cân mặc cho em XL và 70 cân mặc cho em size 2XL. Giặt không bị co các chị yêu nhá. Thoải mái quay trong máy giặt cho em Nga, cực kỳ mát, có co giãn rồi. Chất liệu có co giãn mặc cực kỳ mê. Bởi vì mông đùi của em Nga khá đậm rồi mà các chị yêu nhìn em mặc nó như thế này là các chị yêu biết nó rất là thoải mái luôn rồi ạ. Đấy ạ. Cực kỳ sướng luôn, mặc nhẹ như không mặc và cực kỳ mát. Đấy ạ. Em mặc tông màu đỏ nhá, bây giờ mặc tông màu cuối cùng. Chị Thiều Quyên size M đúng không? Chị Thiều Quyên size M. Chị Trương Thị Nhàn cao 1m67, cao 1m67. Chị Trương Thị Nhàn cao 1m67 nặng bao nhiêu cân ạ? Chị Sao Thị Vũ em ơi, quần shop bò hôm qua thì đổi cho chị size 26 em nhé, chị còn 52 cân thôi. Ok, chị Sao Thị Vũ chuyển cho chị 26 đi đơn chưa? Thế à chị Sao Thị Vũ ơi, các bạn ấy đi đơn cho chị yêu mất rồi. Chị Sao Thị Vũ ơi, chị Trịnh Phèo cho chị một bầu, cho chị bộ số 1 size M cho chị Trịnh Phèo này. Chị Trịnh Phèo là màu số 1 size M ok ạ. Đẹp lắm các chị yêu ạ. Các chị yêu cứ lấy cho em Nga mấy màu thay đổi nhá. Em đảm bảo các chị yêu nhận hàng là mê, mặc cực kỳ sướng luôn nhá. Ai mặc rồi cũng sẽ nghiện. Bây giờ em sẽ mặc màu cuối cùng ạ.
Rồi ạ, màu cuối cùng này, em gọi nó là màu nâu đi cho nó dễ ạ. Xinh xuất sắc ạ. Chị Sao Thi Vũ ơi, bên em đi đơn mất rồi. Nếu mà chị nhận hàng có gì thì chị báo lại nhá, chị Sao Thi Vũ nhá. Chị Trương Thị Nhàn 66 cân, cao 1m67. Chị mặc cho em size XL thôi chị Trương Thị Nhàn ạ. Chị mặc cho em bộ này size XL nhá chị Trương Thị Nhàn nhá. Cao 1m67 mà nặng 66 cân, mặc cho em size XL thôi ạ. Mặc cho em size XL cho nó đẹp. Tại vì em tính đến các chị yêu cao thì các chị yêu trừ đi cho em Nga cân nặng đi một chút xíu. Đấy là bởi vì em Nga chỉ cao có 1m54 thôi mà em nặng 55 cân, em đang mặc mờ thoải mái như thế này. Nên là các chị yêu là mặc cao, cao thì các chị yêu chốt đơn cho em Nga nhé. Đây, màu cuối cùng này. Màu này em gọi nó là màu nâu thôi nhá các chị yêu nhá. Nhưng mà thực tế là nó không phải là nâu, nâu sẫm đâu ạ. Mà nó là kiểu dạng như kiểu nâu, nâu phối, nâu pha ấy. Cái này nó gọi là màu gì nhỉ? Cam nâu các chị yêu ạ, dễ mặc nhá các chị yêu nhá. Đấy ạ, rất là xinh. Lên cho em màu cuối cùng là màu số 5. Màu số 5 nhá, em đang mặc là màu số 5. Chị Tân Phạm là màu đỏ size L, ok em chốt đơn. Chất liệu lanh chị Trần Hàng ơi, bộ em đang mặc là bộ lanh ạ. Giá là 380.000 chị yêu ạ. Bộ em đang mặc là bộ lanh ạ, lanh Nhật cao cấp các chị yêu nhá. Lanh Nhật ạ, lanh Nhật mặc là mê, mặc là nghiện luôn ạ. Bộ em đang mặc là lanh Nhật các chị yêu nhá, rất là đẹp, cực kỳ sang xịn luôn rồi. Đấy ạ, cực kỳ tuyệt vời. Màu em đang mặc là màu cuối cùng này, em đứng gần màu cuối cùng cho các chị yêu ngắm ạ. Màu này nó là tông màu màu nâu các chị yêu nhá, em gọi nó là màu kiểu gạch lâu các chị yêu ạ. Đấy ạ. Màu này nó giống như kiểu màu gì nhỉ? Kiểu kiểu hơi đỏ đỏ cam nâu nhỉ? Như kiểu đỏ cam nâu các chị yêu, đỏ cam nâu các chị yêu nhá. Nó là màu đỏ cam nâu. Em cứ gọi nó là màu số 5 cho các chị yêu dễ nhìn. Đấy ạ, chị yêu nào lấy màu số 5 thì các chị yêu chốt đơn cho em nha. Chị Phương Hạnh một bộ màu đỏ, màu số 4 ok ạ. Màu số 4 cho chị Phương Hạnh một bộ màu đỏ size L kìa. Chị Phương Hạnh một bộ màu đỏ size L. Đây là màu số 5. Chị yêu nào lấy màu số 5 thì chốt đơn cho em màu số 5, rất là đẹp. Trắng là màu số 1 này, vàng bò là màu số 2, màu vàng là màu số 3, màu đỏ là màu số 4. Màu cuối cùng em Nga đang mặc là màu số 5. Chị yêu nào lấy màu nào thì cứ chụp ảnh màn hình gửi qua inbox giúp cho em Nga hoặc chốt trực tiếp trên live. Chốt trên đây thì chắc chắn là các chị yêu có sai cho các chị yêu. Còn nhiều khi các chị yêu inbox ở các chị yêu hay bị xem lại ấy, là các chị yêu inbox là đôi khi các chị yêu bị khuyết màu, khuyết sai đấy ạ. Vì số lượng về không được nhiều. Mà em về đủ 5 màu, đủ size ML, XL, 2XL là các chị em biết rồi. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga nhé. Mức giá chỉ có giá là 380.000. Mặc siêu sướng luôn. Dáng quần này là đợt này là dáng quần 75 phân. Nên là cực kỳ dễ mặc. Chị yêu nào cao cũng mặc được cho em Nga. Chị yêu nào thấp cũng mặc cực kỳ xinh ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhé. Mã cho em Nga, màu em đang mặc màu cuối cùng là M5 ạ. Bộ quần dài thì em hết rồi. Chị Hoa Đồng Nội ơi, đây màu số 1 đây ạ. Chị Phương Hạnh màu đỏ size L, màu số 4 màu đỏ size M cho chị Loan Trần này. Màu đỏ size M cho chị Loan Trần em chốt đơn. Chị Nguyễn Mơ màu số 5 size 2XL cho chị Nguyễn Mơ này. Chị Nguyễn Mơ màu số 5 size 2XL. Màu số 1 đây chị Hoa Đồng Nội ơi, màu số 1 đẹp lắm luôn. Thật ra là màu số 1 là cái màu mà em thích nhất trong tất cả 5 màu này. Bởi vì thật ra là những cái màu này này, 4 cái màu còn lại các chị yêu rất là dễ lựa trong những cái dòng mà em Nga đã từng về cho các chị yêu. Nhưng cái màu này là các chị yêu sẽ thấy ít gặp này. Nó là cái màu gọi, nó không phải là màu trắng đâu các chị yêu nhá. Nó là màu, em gọi nó là màu sáng. Đấy ạ. Thì khi mình mặc những cái màu sáng này, đây các chị yêu nhìn tang mát sản phẩm này. Đấy ạ, hàng cao cấp cho em Nga nhá. Thì các chị yêu nhìn cái gam màu sáng này mặc lên nó rất là sáng, trắng, trẻ. Đấy ạ. Những chị yêu nào mà thích trẻ trung, thích trắng sáng thì các chị yêu lấy cho em cái tông màu này. Đảm bảo các chị yêu nhận hàng cái tông mẫu màu số 1 này cho em Nga cực kỳ đẹp luôn ạ. Form dáng đẹp kiểu dáng xinh, màu cực kỳ yêu luôn ấy. Cái màu này rất là yêu luôn. Đấy, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Đảm bảo các chị yêu mặc lên là xinh ạ. Đấy ạ. Bộ quần dài ạ, quần dài thì em hết rồi. Quần dài thì em còn lẻ thôi. Quần dài thì em còn lẻ vài bộ sẽ XL hay 2XL gì đấy thôi chị Hà Thị Thiên ạ, chứ không còn đâu. Nói chung nó chỉ còn vài bộ, 3-4 bộ gì đấy thôi ạ. Còn nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. Chị An Trương ạ, size M chị An Trương nhá. Chị Trương Thị Nhàn, chị sợ ngắn áo ạ, mà chị lại không thích ngắn áo. Áo này của em Nga không hề ngắn đâu ạ. Dáng áo này của em Nga không hề ngắn đâu. Vì khách nhà em Nga cao 1m66 mặc bình thường. Đây ạ, dáng em đo dáng áo dài nhá các chị yêu nhá. Dáng này của em Nga nó không phải dáng ngắn ạ. Áo chiều dài của em Nga nó rơi vào 51-52 phân rồi. 51-52 phân rồi ạ. Chiều dài áo ấy ạ, là 51-52 phân. Đây ạ, em mặc này, cạp của em nè, cạp quần nó đến đây. Mà từ cái phần cặp quần cho đến phần tay của em, eo nó dài đến đây cơ. Đấy ạ. Cho nên là
chiều dài áo em đo nó rơi vào khoảng tầm 51-52 phân. Thì chị có thể đo với những cái set bộ hoặc những cái quần áo ở nhà của chị ý, để chị có cái căn nhá. Nếu như mà chị thấy thoải mái với cái chiều dài đấy thì chị chốt đơn cho em nha. Đấy ạ. Nếu mà chị thấy thoải mái với chiều dài đấy thì chị chốt đơn cho em ạ. Bộ em đang mặc, chị An Trương cao 1m50 nặng 48 cân thì mặc cho em size M ạ. Chị Trang Trần ơi, bộ của em Nga có giá 380.000 ạ. Cho chị bộ em đang mặc, bộ M2 chị xem ạ. Chị Trần Thị Bình, chị Trần Thị Bình là bộ em đang mặc là màu nào đấy ạ? Màu em đang mặc là màu số 5 đúng chị Trần Thị Bình? Chị comment màu số 2 là màu vàng vàng. À cho em bộ màu số 2, à cho comment nó bị ẩn. Đây ạ. À, chị Trần Bình là lấy em bộ em đang mặc là màu số, có phải là màu số 2 là màu vàng bò. Ok, màu vàng bò này. Màu số 2 là màu vàng bò và màu em đang mặc là màu số 5 đúng không chị Trần Bình? Chị Vũ Thị Ngoan cho chị một bộ màu đỏ. Màu vàng bò là đây, màu số 2 là màu vàng bò đúng rồi. Màu số 2 là màu vàng bò. Màu số 2 là màu vàng bò cho chị Trần Thị Bình này. Màu em đang mặc là màu số 5 đúng ạ. Chị Vũ Thị Ngoan cho chị Vũ Thị Ngoan một bộ màu đỏ mã M4 2XL nhé. Chị Vũ Thị Ngoan là màu đỏ size 2XL đúng không em ơi? Màu số 4 chị Vũ Thị Ngoan ấy, có số điện thoại chưa? Bộ em đang mặc là màu số 5 ạ. Bộ em đang mặc là màu số 5 ạ. Chị Nguyễn Thị Dung một màu vàng bò mã M2 nữa này. Chị Nguyễn Thị Dung màu vàng bò mã M2 ạ. Chị Trương Thị Nhàn màu vàng bò và màu cam nâu ạ. Chị Trương Thị Nhàn lấy size cho chị Trương Thị Nhàn này, màu vàng bò và màu cam nâu đây. Đây ạ. Màu này nhá các chị yêu nhá. Đấy ạ. Nó là màu cam nâu các chị yêu nhá. Nó là pha màu ấy, đỏ cam nâu các chị yêu ạ. Chị Trương Thị Nhàn ạ. Chị Trương Thị Nhàn có cho chiều cao cân nặng ở phía trên rồi đấy ạ. Chị cao 1m67 nặng 66 cân thì phải. Không nhớ đâu. Chị Bình Nguyên áo gió 3XL về chưa Nga ơi? Chị Bình Nguyên áo gió. Chị inbox vào trong trang của em cái mẫu đấy với chị Bình Nguyên ơi. 380.000 chị Trần Huyền nhá, 380.000 ạ. Màu em đang mặc là màu số 5 nhá. Bộ số 5 màu cam nâu size L cho chị Tuyết Hoàng này. Đấy ạ, màu này là size L cho chị Tuyết Hoàng này. Đẹp lắm luôn các chị yêu. Đây, em đứng gần để các chị yêu nhìn rõ cái tông màu này nhá các chị yêu nhá. Đấy ạ, em đứng gần để các chị yêu nhìn rõ cái tông màu này. Nó là màu kiểu màu cam nâu ấy ạ. Đây. Các chị yêu nhìn kỹ cho em Nga nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Chị Tuyết Hoàng màu số 5, xinh vô cùng luôn ạ. 5 màu nào cho em cũng đẹp ạ. À, chị xem lại bộ M2 đây ạ. Chị Trần Bình ơi, màu số 2 đây ạ. Màu số 2 đây chị Trần Bình này. Hôm nay em quên mất, em không để chế độ tua lại cho các chị yêu nhìn được rõ màu rồi. Em cứ tưởng là em bấm vào cái chỗ mà tua lại, nhưng ai ngờ nó lại không phải là bấm vào chỗ tua lại. À, chị Phúc Nguyễn này, màu số 5 cam nâu này. Cho chị một bộ màu đỏ. Cho chị Đào Nguyễn Thị một bộ màu đỏ là màu số 4 size M này. Chị Đào Nguyễn Thị màu số 4 size M này. Chị Đào Nguyễn Thị màu số 4. Đây. Đây ạ, màu số 2 đây chị Trần Thị Bình nhá. Đây màu số 2 đây ạ. Đẹp lắm luôn màu số 2. Đấy ạ. Cầm lên thì nó rất bình thường, nhưng mà khi mà các chị yêu mặc lên cơ. Đấy ạ, nếu như mà chị chưa chắc chắn về màu thì tí nữa chị xem tua lại cho em Nga, xong chị inbox vào trong trang cũng được chị Trần Bình ạ. Rất là đẹp luôn. 5 màu nào cũng đẹp. Nếu những chị yêu nào mà quen kiểu tua lại xong xem chụp ảnh màn hình được thì các chị yêu có thể comment lại, inbox vào trong trang cho em Nga. Tại vì hôm nay em quên mất, em không để chế độ tua để cho các chị yêu xem màu. Chị nào? Chị Phúc Nguyên thích mới cho em xin chiều cao, à cho em xin số điện thoại và chiều cao ngân mạng đấy ạ. Em đang mặc size M chị An Trương ạ. Em đang mặc là size M chị An Trương nhá. Em đang mặc là size M chị An Trương ạ. À, em mặc lại xem được không? Ok chị Trần Bình, đây chờ em chút xíu nhá. Màu em đang mặc là màu số 5, chị yêu là thích màu số 5 chốt đơn cho em màu số 5 nha. Đây ạ, chờ em chút xíu đây. Em mặc lại luôn cho các chị yêu ngắm này, những chị yêu là vào sau nhá. Đây ạ. Đây ạ. Màu này em đang mặc là màu số 5, màu này nó là đỏ cam nâu các chị yêu ạ. Nó là pha màu nhá, em đứng gần để các chị yêu nhìn rõ cái tông màu của nó này. Đấy ạ, các chị yêu nhìn rõ cái tông màu này cho em nha. Đấy, rất là đẹp luôn, màu dễ mặc ạ. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Màu em đang mặc là màu số 5. Đây, màu vàng bò đây. Em gọi cái màu này nó gọi là màu vàng bò. Chị mua nguyên lấy màu vàng bò. À, chị mua nguyên màu vàng bò size XL ạ. Chị Nguyên mua nguyên là màu vàng bò size XL. Đây, màu số 2 đây ạ.
chị yêu thấy nó bình thường thôi ạ, nhưng mà mặc vào mới thấy nó đẹp ạ. Đây ạ. Đúng ạ, em dơ lên các chị yêu thấy nó bình thường đúng không ạ, nhưng mà mặc vào các chị yêu thấy này. Đây ạ. Các chị yêu nhìn thấy em mặc vào không ạ? Em dơ lên, kể cả em dơ gần nó cũng không lên được tông. Đấy ạ, nhưng mà các chị yêu thấy em mặc vào không ạ? Cái màu vàng bò này quá đẹp luôn. Rất là xinh luôn ạ. Đây. Các chị yêu nhìn cái tông màu của nó nhá. Cực kỳ đẹp. Những chị yêu nào mà thích cái tông màu kiểu vàng ấy, mặc vàng nhưng mà kiểu màu vàng trầm một chút xíu. Đấy ạ. Thích nó một cái tông màu trầm một chút xíu thì các chị yêu lấy cho em cái tông màu số 2 này thì nó quá chuẩn luôn rồi. Chị yêu nào thích sáng thì lấy cho em cái tông màu số 1. Còn chị yêu nào thích cái độ trầm, các chị yêu lấy cho em cái tông màu số 2 và tông màu số 5 là hai cái tông màu trầm. Tông màu số 2 thì của em Nga đang mặc này và cái tông màu số 5 mà em vừa mặc bỏ ra ấy là hai tông màu trầm. Đấy ạ, là hai tông màu trầm. Các chị yêu thích tông trầm thì các chị yêu lấy cho em hai cái tông này. Nhưng mà cái tông trầm mà cái tông trầm này thì nó lại pha cái phối cái màu vàng. Thành ra là trầm nhưng nó không bị kiểu trầm tối dầm. Đấy, nên nó rất là đẹp luôn. Còn chị yêu nào mà thích màu đỏ, các chị yêu chốt cho em màu đỏ. Màu đỏ thì nó là cái màu dễ nhìn và dễ chiêm nghiệm rồi, và khi mặc lên nó tự tươi sáng cái màu cái tông da của chị em mình lên nhá. Đấy ạ, còn chị yêu nào thích cam trầm các chị yêu lấy cho em cái tông này. Đấy ạ, còn chị yêu nào thích tươi sáng và trẻ trung các chị yêu lấy cho em cái tông màu vàng. Riêng những cái set này các chị yêu mặc lên người cho em Nga, các chị yêu sẽ lên được tông và các chị yêu sẽ thấy á màu của nó lên rất là đẹp. Đấy, em có dơ gần, các chị yêu bảo em dơ gần nhưng gần nó chỉ là lên được một chút xíu thôi. Nhưng khi em mặc lên các chị yêu thấy này, em mặc lên em đứng gần các chị yêu nhìn thấy không, nó đẹp xuất sắc luôn. Đấy, kiểu dáng cũng như thiết kế ạ, mặc cả tông lên cực kỳ đẹp luôn. Em nhìn qua gương đây đẹp xuất sắc luôn ạ, cực kỳ mê. Đấy, nên chị yêu nào lấy đi chốt đơn nhá. Màu này là màu số 2 đấy ạ. Màu em đang mặc là màu số 2 ạ. Chất manh chị yêu nhá. Màu số 2 cho chị Diệp Hoàng ạ. Màu vàng bò cho chị Diệp Hoàng. 48 cân. À, 48 cân thì mặc thoải mái cho em Nga. 48 cân là mặc được cho em Nga rồi. Chị ăn chưa nhá, bởi vì chị cao có 1m50, chị đặt 48 cân. Nhưng mà 48 cân là mặc đầu size của nó, cho nên chắc chắn là chị sẽ mặc thoải mái hơn em Nga một chút xíu ạ. Đấy ạ. À, chị Hoa Đồng Nội, em mặc màu số 1, chờ em chút xíu em sẽ mặc màu số 1 cho chị yêu. Màu cho chị Diệp Hoàng này, màu số 2 ok ạ. Chất lanh chị yêu nhá. Chị mua nguyên là gửi về cái chỗ địa chỉ, chị cho địa chỉ mới sao em nhá. Đấy ạ. Nga ơi, em gửi cho chị áo và giày cho chị chưa, chị Điệp đi đơn chưa em nhỉ? Chị Nguyễn Thị Quyên là đổi cho chị sang màu số 2. Màu số 2 vàng nâu bò size L ạ. À? Size L đúng không chị Nguyễn Thị Quyên? Chị Diệp Hoàng màu 1m57 58 cân. Chị Diệp Hoàng màu vàng bò 1m57 được 58 cân size L thôi ạ. Chị Diệp Hoàng là 58 cân mà cho em size L. Chất em đang mặc là chất lanh chị Duyên Phan nhá. Chị mua nguyên là ghi cho chị địa chỉ mới, để ý địa chỉ cho chị nhé, không ăn đi nhập địa chỉ đấy. Chị Nguyễn Thị Quyên là đổi cái màu gì nhỉ? Chị Nguyễn Thị Quyên là đổi sang cái màu này đúng không? Màu này nhưng mà chị đổi sang size L thôi đúng không? Chị Nguyễn Thị Quyên ơi, chị đổi sang cho em là màu vàng bò này, là chị ghi hộ em là màu số 2 đúng không ạ? Màu số 2 vàng bò nhưng mà chị lấy sang size L thôi đúng chị Nguyễn Thị Quyên? Chị lấy sang size L thôi đúng chị Nguyễn Thị Quyên? À, chị Oanh Liên màu M1 size L màu vàng bò. Chị Oanh Liên này, màu chị đang mặc này, màu vàng bò này. Gửi áo chip cho chị chưa? Chị An Trương kiểm tra đơn cho chị. Cho chị bộ em đang mặc, chị Trần Thị Bình bộ chị đang mặc này. Chị Trần Thị Bình bộ em đang mặc này. Đây ạ. À. Chị Trần Thị Bình là lấy mấy bộ ạ? À? Chị Trần Thị Bình ơi, chị Trần Thị Bình là lấy mấy bộ đấy ạ? À? Chị Trần Thị Bình là lấy, có phải lấy bộ em đang mặc và cái bộ màu số 5 đúng không chị Trần Thị Bình? Chị lấy hai bộ đúng không ạ? Size L, chị Nguyễn Thị Quyên đổi lại là size L nhá. Màu chị đang mặc luôn. Màu chị đang mặc và size L. Chị Đình Điệp là đi đơn cho chị chưa nhỉ? Chị Đình Điệp bên em đi đơn cho chị rồi nhá. Chị 60 cân, chị cao bao nhiêu ạ? 60 cân mà chị cao 1m55, 56 thì chị lấy cho em size XL. Còn 60 cân mà chị cao 1m60 đổ lên ý, thì chị có hai lựa chọn. Nếu người chị gọn chị lấy cho em size L. Còn chị thích mặc thoải mái nhiều thì chị lấy cho em size XL nhá. Quan trọng là cho em cân chuẩn ạ. Các chị yêu tư vấn, các chị yêu cho em cân chuẩn nhá. Bởi vì nhiều chị yêu là lấy lanh, các chị yêu hay cho tăng cân lắm ạ. Bởi vì các chị yêu sợ lanh nó co. Nhưng mà nhà em nó không bị co đâu các chị yêu nhá. Đấy ạ, mình mua cái hàng rẻ nhiều ấy thì các chị yêu cứ hay trừ hao đi. Chứ còn nếu mà nhà em mà trừ hao đi là nhiều các chị yêu đi xong. Tại vì khách nhà em, khách cũ ấy thì nhiều các chị yêu quen, mua quen rồi. Các chị yêu biết là cái form chất nó chuẩn rồi. Nhưng mà khách mới ấy, lần đầu tiên mua ấy là lúc nào cũng trong đầu, trong tâm lý là trời ơi không biết, nên là cứ mua trừ hao đi cho mình đẩy cân lên cho chắc ăn. Thế là toàn phải, ví dụ như một số chị yêu là toàn đôi khi là mua lần đầu là cứ bị đổi. Đấy là không mặc được ngay từ đầu, là mua phát nhận được cái là mặc luôn. Nên nếu như các chị yêu nào mà tin em Nga thì nên lấy theo tư vấn chuẩn của em Nga nhá. Đấy ạ, cho em cân chuẩn đây là em tư vấn ạ.
Đấy ạ, 60 cân. Đấy ạ, mà chị giữa size, nếu chị cao 1m58 đổ lên, người gọn lấy cho em size L, mặc như em Nga đang mặc. Nếu như mà chị mặc thích mặc như em Nga đang mặc nhá. Còn trừ khi chị thích mặc rộng nhiều, bởi vì nhiều khi những cái dòng này của em Nga này, bộ mẫu này của em Nga thì mẫu cũng rất là trẻ, nên những chị yêu nào mà trung tuổi các chị yêu mặc đấy thì nó sẽ là trẻ lên rất là nhiều. Và khi các chị yêu trung tuổi thì đôi khi phong cách của các chị yêu lại khác. Đấy ạ, ví dụ như tầm của em mặc thì em lại chỉ thích mặc vừa người thôi. Đấy ạ, em mặc thích mặc gọn người, em mặc vừa như thế này thôi. Nhưng ví dụ như một số những chị yêu trung trung tuổi ạ, mặc những cái dòng này nó vừa được trẻ lên, nói chung ăn gian tuổi nha các chị yêu nhá. Nhưng mà các chị yêu lại thích mặc nó thoải mái thì lúc đấy các chị yêu có thể lấy theo cái phong cách của các chị yêu. Đấy ạ. Chị Trần Thị Bình là một bộ chị đang mặc thôi. Chị Lan Bùi, chị 50 cân, chị cao 1m50, chị Lan Bùi cao 1m50, nặng bao nhiêu cân nhỉ? 65 cân có size, em có size đến 70 cân nhá chị Vì Thị Phượng nhá. Em có size bộ này cho đến 70 cân ạ. Em có size đến 70 cân ạ. Cho chị M, cho chị Lan Kiều, cho chị màu em đang mặc vàng bò size L, chị Lan Kiều màu chị đang mặc vàng bò size L em chốt đơn ạ. Chị Lan Bùi Thị cho chị bộ em đang mặc cho chị màu vàng bò này, cho chị Lan Thị Bùi này, cho chị Lan Bùi Thị, cho chị Lan Bùi Thị màu vàng bò cao 1m50, chị Lan Bùi Thị là bao nhiêu cân nhỉ? Chị Lan Bùi Thị, chị Lan Kiều là màu chị đang mặc size L này, 380.000. Chị Vi Thị Phương ạ, bộ em đang mặc là 380 ạ, 380.000 các chị yêu nhá. Bộ em đang mặc là 380.000, bộ em đang mặc là 380 ạ, bộ em đang mặc là 380.000 nhá chị yêu. Chị Lan Bùi Thị là 50 cao 1m50, nặng bao nhiêu cân đấy ạ? Cho em xin số điện thoại nữa chị Lan Bùi Thị ơi. Chị yêu nào lấy thì cho em xin số điện thoại nữa ạ. Đấy xuất sắc ạ. Nga ơi em đổi cho chị sang, sang cho chị Vũ Thị Ngoan đổi sang cái màu vàng bò này cho chị Vũ Thị Ngoan này. Đấy ạ, chị yêu nào thích tông trầm, chị yêu nào thích tông trầm thì lấy sang màu vàng bò này cho em nha. Rất là đẹp luôn, đảm bảo các chị yêu ạ. Đấy ạ, dơ thì nó bình thường thôi nhưng mặc lên nó cực kỳ khác biệt các chị yêu nhá. Đấy, form dáng này, chất liệu này, đẹp lắm luôn ạ. Tí em mặc màu số 1 cho các chị yêu ngắm lại này. Màu số 1 đẹp lắm luôn. Những chị yêu nào thích cái tông màu sáng. Đấy ạ, em thì em thích cái tông màu sáng một chút xíu. Nói chung là đấy, tùy các chị yêu nhá. Với lại do tùy tầm tuổi nữa. Ví dụ như có những chị yêu chị thích những cái tông màu đấy, sở thích này, cá tính này, tầm tuổi này. Đấy ạ, các chị yêu có thể lựa chọn cho em Nga. Bởi vì mẫu này của em Nga có 5 màu, nhưng mỗi màu nó sẽ có một cái sự khác nhau. Đấy ạ, tùy theo phong cách các chị yêu, sở thích các chị yêu chốt đơn. Còn mẫu này thì em đảm bảo các chị yêu mặc lên rất là trẻ luôn rồi. Đấy ạ, rất là trẻ, dễ mặc và cực kỳ xinh ạ. Mặc thoải mái, dễ chịu, tiện nhá các chị yêu nhá. Nói chung là nó là một cái set bộ mặc cực kỳ tiện lợi luôn. 380.000 thôi nhưng hàng cao cấp cho em nha. Đấy ạ, em mặc bộ màu đỏ đi chị Tu Bình, chờ em chút xíu nhá. Chị Phạm Thị Phương một bộ lanh màu vàng bò size lớn chốt đơn ạ. Ok ạ, chị Vũ Thị Ngoan đổi sang màu vàng bò này, chị Phạm Thị Phượng màu vàng bò size lớn chốt đơn này. Chị Lan Bùi Thị cho em xin số điện thoại với ạ. Chị Lan Bùi Thị cho em xin số điện thoại nhá. Cho chị bộ em đang mặc chị Hoàng Tâm. Chị Hoàng Tâm, Hoàng Tâm này, màu ấy chị đang mặc size M này. Chị Hoàng Tâm 52 cân mặc cho size M luôn này. Chị Hoàng Tâm 52 cân thì chuẩn size M luôn nhà em Nga luôn rồi. Chị mặc cái chị mặc mẫu gì cũng là mặc cùng size em Nga luôn. Đấy ạ, bởi vì chị có cao 1m55 hay là chị cao 1m60 đi nữa thì chị cũng mặc trùng size với em Nga luôn. Nên là những chị yêu nào mà giữa size như thế là cực kỳ dễ luôn ạ, dễ chốt đồ với nhà em Nga. Bởi vì là lựa chọn một là bằng size em, hai là trên size em luôn. Đấy ạ, dễ mặc luôn ạ. Đấy ạ, chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Màu em đang mặc là size M đấy các chị yêu. Em đang mặc size M nhá, màu vàng bò. Đấy ạ, màu trầm. Chị yêu nào thích cái màu này thì chốt đơn. Đây em mặc lại màu số 1 cho các chị yêu nào mà vào sau. Đấy ạ, chưa ngắm được bởi vì màu này ấy là cái màu mà các chị yêu sẽ thấy ít gặp trong những cái dòng lanh. Nhưng mà màu này là màu, nói chung là em thì khi mà năm màu này về, tại vì em thì hay thích những cái gì nó khác lạ, nó độc, ít đụng hàng. Đấy ạ, cho nên là em nhìn phát cái màu số 1 này là em kết luôn. Đấy ạ, còn cái màu trầm này thì là những cái màu mà nó dễ mặc, thông dụng, cực kỳ dễ. Màu số 2 thì cứ chốt đơn màu số 2 nha. Đây, em mặc lại màu số 1 này. Đẹp không các chị yêu, màu số 1 của em này. Đẹp lắm luôn ý ạ. Đây các chị yêu nhìn màu số 1 của em Nga này.
Trời ơi, những chị yêu nào thích tông màu gam sáng một chút xíu ạ. Đấy ạ. Thích gọi là mặc cái này nó cảm giác nó rất là trẻ luôn các chị ạ. Chị yêu nào thích trẻ trung ăn gian tuổi các chị yêu lấy cho em cái màu này. Màu này màu không đụng hàng nhá, lạ, đảm bảo các chị yêu nhận hàng màu này cực kỳ xinh cho em nha. Đây là màu số 1 ạ. Chị Ok, chị Bùi Đạt màu vàng bò em chốt đơn ạ. Em đang mặc size M đấy chị yêu ạ. Em đang mặc size M nhá. Chị Phạm Thị Phượng 58 cân, cao 1m56, mặc cho em size L thôi ạ. Chị Phạm Thị Phượng mặc size L thôi ạ. Em ơi chị không thích mặc rộng XL. Chị Mua Nguyên, em ơi chị không thích mặc rộng XL có rộng quá không? Chị Mua Nguyên ơi, chị 62 cân chắc chắn phải mặc cho em cái bộ này size XL rồi ạ. Chắc chắn là phải mặc XL ạ. Chị 62 cân chắc chắn phải mặc bộ này cho em size XL rồi. Chị cao 1m60 đang 62 cân chắc chắn mặc XL nhá. Không thể mặc được xứng size L. Nên là chị mặc size XL giúp em nha. Lanh thì mặc thoải mái cho em nha một chút xíu ạ. Và chị mặc cho em chuẩn size XL. Chứ lấy L là chị sẽ mặc là nó sẽ bị ôm. Mà lanh mặc ôm quá không tốt ạ. Đấy ạ. Tức là mình mặc lanh, mình không cần quá là không cần quá ôm, không quá rộng nhưng mà nó cũng không được quá ôm. Đấy ạ. Đấy ạ. Bởi vì lanh mà ôm, mặc dù là lanh của em Nga là có co giãn ạ. Đấy ạ. Nhưng mà mình mặc thoải mái lên một chút xíu thì nó có độ bay của lanh. Các chị yêu nhìn nhá. Tại vì lanh của em Nga nó không co nên các chị yêu mặc như thế này các chị yêu sẽ thấy có độ bay của lanh, nó có sự độ nhẹ nhàng của lanh nhá. Đấy ạ. Mặc nên nó cảm giác nó rất là nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Đấy ạ, nó dễ chịu. Chứ lanh thì nó lại không giống như những cái dòng mà kiểu chất liệu vải ôm cốt tông để mặc ôm vào người quá. Nếu mà cái dòng này các chị yêu lại mặc nó không giống như những cái bộ cốt tông nhá. Mà cốt tông các chị yêu có thể mặc ôm sát vào người, nhưng mà lanh này thì các chị yêu nên có cái độ bay. Nên các chị yêu nhìn thấy em mặc mờ mà các chị yêu vẫn thấy nó có độ bay này. Đấy ạ, vẫn có độ bay như thế này nhá. Đấy ạ, nên dễ mặc cho em Nga một chút xíu. Nên chị vẫn lấy XL chị Mua Nguyên nhá, đừng lấy sang L. Đấy ạ, tin em Nga đi ạ. Chị Bùi Đạt ok ạ, bộ em đang mặc là màu vàng bò đúng không? Ok ạ. Bộ em đang mặc có giá là 380.000 nhá. Chị yêu nào lấy màu số 1 này. 65 cân ạ, 65 cân. 65 cân chị cao bao nhiêu ạ? 65 cân mà chị cao khoảng tầm từ 1m59 đổ lên. Đấy ạ, người chị gọn cân đối thì chị có thể mặc được cho em size XL. Còn nếu chị muốn mặc thoải mái thì lấy cho em size 2XL. Còn nếu như mà chị cao 1m55 đổ về ạ mà mặc thoải mái cho em Nga thì phải lấy 2XL chị Bình Thanh nhá. Đấy ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga. Đây ạ, mà em mặc nhanh lại cái màu em mặc đầu tiên nha. Đây. Mặc nhanh lại một chút xíu này. Đẹp lắm luôn ạ. Dành cho những chị yêu nào thích cái tông này. Đảm bảo các chị yêu sẽ mặc cái tông này cực kỳ xinh. Trẻ không các chị yêu, mặc cực kỳ sáng da, tôn da, màu rất là đẹp. Em đứng gần cho các chị yêu nhìn ngắm cái màu em đang mặc này. Trời ơi, nó đẹp xuất sắc luôn ý ạ. Đẹp đỉnh cao cái tông màu này. Mê luôn các chị yêu ơi. Trời ơi, nhìn này. Các chị yêu ngắm cho em cái tông màu ạ. Cái tông màu này đứng gần. Trời ơi, cái tông này em nói thật sự chị yêu nào phải nhận hàng đang được mặc giống như em ý, các chị yêu sẽ thấy nó cực kỳ sướng luôn ạ. Đấy ạ. Tông màu này các chị yêu nhá. Tông màu này thì em nói thật, em nói luôn là cái tông màu này những chị yêu nào mà thích cái tông màu sáng các chị yêu chốt đơn cho em nha. Đặc biệt những chị yêu nào cứ màu lờ là các chị yêu chốt đơn cho em màu này. Còn chị yêu nào mà x 2XL thì em khuyên là các chị yêu đừng lấy cho em tông này, trừ khi các chị yêu thích sáng hẳn thôi. 2XL thì các chị yêu đừng chốt nha. Đấy ạ. Đấy là em tư vấn thật. Nếu mà các chị yêu nào mà XL các chị yêu thích tông sáng các chị yêu chốt đơn cho em nha. Đấy ạ, mặc lên nó rất là trẻ trung cực kỳ xinh. Đấy ạ. Còn 2XL thì các chị yêu nên lựa chọn cho em những cái tông màu kia, trừ khi các chị yêu thích tông sáng, thích mặc sáng các chị yêu chốt được cho em nha. Đấy ạ. Vì cái này nó không phải là màu trắng cho nên các chị yêu đều mặc được cho em nha, rất là đẹp. Mặc gọn nha các chị yêu nha. Không phải em nói như thế là những chị yêu mà đậm người là không dám chốt đâu ạ, vẫn chốt đẹp cho em nha, đảm bảo các chị yêu mặc màu này là xinh. Rồi ạ. Bây giờ em qua mã này nha các chị yêu nha. Em qua mã lanh các chị yêu nhá. Em qua mã lanh nha. Bộ này có mấy màu? Bộ này của em Nga có 5 màu ạ. Rồi bây giờ em sẽ dơ lại các màu, sau đó thì em qua mã bộ lanh các chị yêu nhá. Em qua mã bộ lanh đây ạ. Chị yêu nào muốn thích bộ lanh nữa các chị yêu xem lại màn hình giúp em Nga nhá. Đây. Em qua mã bộ lanh này. Bộ em đang mặc là màu số 1 ạ. Các chị yêu có thể comment cho em màu trắng. Màu này em thích nhất luôn, màu đẹp. Chị yêu nào thích cái màu em đang mặc thì các chị yêu chốt đơn. Màu số 2 này, màu này xinh, màu em mặc xinh vô cùng luôn. Chị yêu nào ông nào lấy những cái bộ này xem em Nga xong về cho em feedback lại nhá. Xem có đúng như em Nga nói không các chị yêu nhá, cái màu này. Chị yêu nào mà hôm nay dinh được cái màu này của em Nga, đây các chị yêu nhìn em cái màu này em sơ vin này. Đấy ạ, các chị yêu nào hôm nay dinh được cái màu số 1 này của em Nga nhá, các chị yêu về xem có đúng như em Nga nói không. Các chị yêu mở tất cả những cái dòng mẫu bộ lanh các chị yêu đã từng mua ấy ạ,
Các chị yêu từng mặc ra, các chị yêu so cái màu lanh này cho em Nga, các chị yêu nhận hàng, các chị yêu so sánh nên tông cái màu này cho em Nga, xem có đúng như em Nga nói không nhá, cho em cái feedback về cái tông màu số 1. Bởi vì những cái tông nào em không biết là như thế nào, nhưng mà đảm bảo các chị yêu, nếu những chị yêu nào nhận hàng, đảm bảo các chị yêu cũng sẽ mê cái tông này. Đây ạ, màu số 1 này. Màu vàng bò là màu số 2 này. Đấy ạ, màu vàng là màu số 3 này. Màu đỏ là màu thứ 4 này. Màu đỏ này cũng rất là xinh luôn rồi. Màu đỏ rất là xinh. Màu đỏ là màu thứ 4 này. Và màu thứ 5 là cái màu đỏ cam nâu các chị yêu nhá. Đỏ cam nâu cho em nha. Đây. Đỏ cam nâu là màu số 5. Đấy ạ. Em có 5 màu đủ size M, L, XL, 2XL. Chị yêu nào yêu thích thì chốt đơn ạ. Mức giá cho em Nga là 380.000. Rồi ạ. Mặc màu đỏ đi. Đây em mặc nhanh màu đỏ nhá. Rồi, nhanh màu đỏ cuối cùng này. Sau đó thì em qua mã nhá. Hôm nay em lên cuối cùng thành lâu quá. Đây ạ. Đây ạ, 380. Đẹp xuất sắc luôn. Màu đỏ thì không có điểm gì để chê cho em Nga rồi. Các chị yêu nhìn cái tông đỏ cho em Nga này. Màu đỏ không có một điểm gì để chê cho em ạ. Đây ạ, xuất sắc đỉnh luôn ạ. Đây ạ, chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Comment cho em đúng cú pháp này em chốt đơn. Mã màu đỏ là màu số 380.000 ạ. À. Bộ em đang mặc 380 chị Hà Trương nhé. Bộ em đang mặc là 380.000. Màu đỏ là màu số 4 ạ. À. Màu đỏ là màu số 4 nhé. 380.000. Rồi ạ, 380.000 cho em set này nhá. Em có 5 màu, các chị yêu có thể xem lại live giúp em nha. Hôm nay là lỗi của em là em không để chế độ tour. Thành ra là em phải mặc lại cho các chị yêu một chút xíu đấy ạ. Nên là nó hơi mất thời gian một chút xíu. Nên là bây giờ em xin phép được qua bộ lanh này được chưa ạ? Đấy ạ, những chị yêu nào mà chưa sở hữu, các chị yêu có thể chụp ảnh màn hình qua inbox giúp em Nga nhá. Còn bây giờ thì em xin phép được qua một số những cái mã khác đi. Đấy ạ, một số những cái mã khác lên nhá các chị yêu nha. Các chị yêu thích em lên mẫu mới hay là các chị yêu muốn em hả? Cái gì? Hay em thích em lên em sale tặng một số những cái mã cuối giờ như thế này. Bởi vì em lên vào lanh khá lâu, em định lên một lúc thôi. Chị Đặng Trung là M1 size L ạ. Gọi điện mua hàng, gọi điện vào số điện thoại nào em ơi. Chị inbox vào trong trang đi, các bạn ấy sẽ cho chị số nhé, chị Nguyễn Hồng Quân nha. Chị inbox vào trong trang đi ạ. Tại vì đặt hàng mà các chị yêu gọi điện ấy, nhưng mà nhiều khi á, mỗi một line nhà em Nga là một mẫu khác nhau. Các chị yêu gọi xong rồi các chị yêu bảo là cho chị mẫu này làm sao, các bạn ấy sẽ không thể nào mà phân biệt được mẫu nào đâu ạ. Ví dụ như các chị yêu phải cho em rõ là ví dụ như em like vào ngày nào. Chứ còn nếu không, các chị yêu chỉ chụp mẫu vào inbox vào trong trang thì các bạn ấy còn lấy đúng mẫu cho. Chứ còn nếu mà các chị yêu mà cho như kia mà các chị yêu gọi điện, các chị yêu bảo là Nga ơi, Nga cho chị bộ lanh, ví dụ nhà em có hàng mấy bộ lanh hoặc có bao nhiêu mẫu đúng không ạ, rồi bao nhiêu loại quần chẳng hạn, các bạn ấy sẽ không phân biệt được đâu ạ, mà chụp mẫu giúp em nhé. Đấy ạ. Chị Bình Thanh, chị mẫu số 166 cân, cao 1m58 ạ. Chị lấy màu số 1 đúng không ạ, chị Bình Thanh? Chị Bình Thanh cao 1m58 mà là 66 cân size 2XL cho chị Bình Thanh nhỉ. Màu số 1 đúng không ạ, màu trắng đúng không? 73 cân thì không vừa mất rồi ạ. Bộ M6 còn không em? Bộ M6 là bộ gì chị Tuyến Bùi ơi? Lên quần đuối 360.000 thì em. Lên quần đuối. Ok, quần đuối đây ạ. Quần đuối đây ạ. Rồi em kết hợp lanh với đũi nhá. Lanh với đũi này. Áo thì áo lanh này, quần là quần đũi này. Em mặc luôn áo lanh quần đũi này. Đây. Chị yêu nào mà thích này, các chị yêu có thể mặc cho em như thế này. Riêng quần đũi nhà em Nga thì nó là đỉnh luôn rồi ạ. Đây ạ. Chị yêu nào muốn sở hữu quần đũi này. Quần đũi em có 3 màu. Quần đuôi này em mặc được cả 28 đến 29 nhá. Quần em có 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Chị Nguyễn Hồng Quân, chị vào trong nhắn tin không được. Thế thì áo len màu tím 299 đi em cách đây 3 ngày đó. À rồi, áo len tím đúng không ạ?
chị thích cái áo đấy đúng không ạ? Em ơi còn còn cái dòng đấy không chị Dơ? Nếu như mà đây áo đấy, nói thật là áo đấy hôm đấy em nói thật là em sau khi mà em like cái mẫu đấy xong có còn áo tím hay không? Chị Bình Thanh cho xin số điện thoại. Chị Bình Thanh kết mới cho em xin số điện thoại với ạ. Cho chị bộ màu đỏ, chị Tú Bình là màu đỏ em ơi. Chị Lương Hoàng là cho chị màu số 1 và màu số 2 size M này. Màu số 1, màu số 2 size M cho chị Lương Hoàng, nhìn thấy chưa? Chị Lương Hường, chị Lương Hường. Chị Lương Hường. Chị Đặng Trung là màu số 2 đúng không chị Đặng Trung? Chị bị ẩn hết rồi, chị ẩn comment rồi. Chị Lương Hường là màu số 1, màu số 2 này. Chị Tú Bình là cho chị bộ màu đỏ này, có nhìn thấy không? Chị Nguyễn Hồng Quân. Chị Nguyễn Hồng Quân chờ em chút xíu ạ, đây. Chị Tú Bình màu đỏ này. Chị Hà Thị Liên màu số 2 vàng bò. Chị Hà Liên là cao 1m53 đặng 48 cân CM thôi. Chị Hà Thị Liên CL CM. Chị Hà Thị Liên ơi, chị cho em xin lại số điện thoại đi. Số điện thoại của chị có chữ A còng rồi ạ. Chị Tân Trần là màu số 1. M1 số 2 CM. Chị Tân Trần là lấy màu vàng bò đúng không ạ? Chị Hà Thị Liên cho em xin lại số điện thoại nhé. Bộ em đang mặc là màu số 4 ạ, màu đỏ ạ. Chị Hương Trung ơi, chị có thể comment cho em là bộ lanh màu đỏ nhá. Là em chốt đơn chị Hương Trung ơi, 380.000 ạ. Bộ em đang mặc là vải lanh chị yêu ơi, bộ em đang mặc là vải lanh ạ. Bộ em đang mặc là vải lanh ạ. Chị Tân Trần ơi, chị ghi là M1 số 2 size M đúng không ạ? Có nghĩa là chị lấy màu vàng bò size M đúng không ạ? M6 xếp bộ thể thao. Chị Tuyết Bùi M6 xếp bộ thể thao là cái bộ gì nhỉ? M6 xếp bộ thể thao. Có phải là xếp bộ thể thao tay lưới đúng không ạ? Có phải là xếp bộ thể thao tay lưới không ạ chị Tuyết Bùi? Chị Tuyến Bùi. Trời ơi. Có phải là bộ xếp bộ thể thao tay lưới đúng không ạ? Bộ đấy không biết em còn không? Đấy ạ. Các chị yêu phải comment cho em đúng cú pháp nhá. Em mới chốt được đơn, không có là các bạn ấy không chốt được đơn đâu ạ. Chị nào? Chị Tú Bình 1m55 nặng 58 cân CL. 1m55 nặng 58 cân CL. Rồi em lên nhanh nhá. Cái áo len này em sẽ lên nhanh cho các chị yêu nào mà các chị yêu chốt. Sau đó em lên quần đũi này. Em lên quần đũi. Rồi ạ. Hả? Cái nào? Cái gì? Chị nào? Chị Tường Huệ ạ. Chị Hà Thị Nhiên cho lại số điện thoại này. Chị Hương Trung là bộ lanh màu đỏ này, cao 1m53 nặng 55 cân. Lấy cho chị size M cho chị Hương Trung thôi. Chị Hương Trung cho số điện thoại rồi đấy, 0858588 này, 25458 này. Chị Hương Trung người gọi đúng không ạ? Chị muốn mặc thoải mái đúng không ạ chị Hương Trung ơi? Chị Tân Trần đúng rồi kìa, chị Tân Trần là bộ màu vàng bò. Chị Tân Trần đúng rồi nhá. Cho xem số điện thoại của chị Tân Trần nhá. Chị Tân Trần, à khách cũ rồi gì? Đây ạ, chờ em chút xíu này. Đây ạ, em nên nhanh cho các chị yêu nào mà còn muốn sở hữu áo này. Bởi vì áo này của em Nga thì nói thật sự là đúng like một like đầu tiên em đi hết 150 áo đấy. Bây giờ tại vì cái áo đấy là áo mà em biết là nó xuất sắc đỉnh luôn rồi nên em ôm số lượng cực kỳ lớn mới có mức giá đấy. Nó đâu rồi em nhỉ? Nhưng bây giờ thì còn ít lắm thôi ạ. Bây giờ thì còn ít thôi các chị yêu nha. Một chút cho. Đây. Em cái mặt này. Màu tím các bạn ấy chưa vứt lên đây cho em rồi. Màu tím thì em còn ít thôi ạ. Đây em mặc nhanh nha. Đây ạ, cho các chị yêu ngắm. Đấy, em mặc màu xanh lá cây này. Đây, mặc nhanh cái áo này. Chị yêu nào mà muốn sở hữu này chút điện. Đây ạ, màu xanh cổ vịt. Đẹp không các chị yêu? Các chị yêu nào tin em đi ạ. Đây ạ, 299.000 một áo. Màu xanh cổ vịt. Chị yêu nào mà hôm trước lấy dinh các cái màu khác cho em Nga rồi
các chị yêu chốt đơn, chị yêu nào lấy màu tím thì các chị yêu chốt đơn cho em màu tím áo này. Còn chị yêu nào mà đã dinh được màu tím rồi, chốt cho em màu xanh cổ vịt này. Đẹp xuất sắc ạ. Các chị yêu nhận được hàng áo này chưa ạ? Các chị yêu đã chị yêu nào nhận được hàng áo này chưa ạ? Trời ơi nó đẹp ngất ngây. Màu xanh cổ vịt e của em nha. Ôi đẹp xuất sắc luôn ạ. Comment cho em đúng cú pháp màu em đang mặc áo là M2, chốt đơn cho em Nga màu xanh cổ vịt đi ạ. Mã cho em Nga là M6 đúng không? M6 giúp em Nga nhé. Comment cho em Nga áo này là M6 ạ. M6 cho em Nga, mức giá cho em Nga là 299.000. 290.000, đẹp sang xịn, nhận hàng kiểm tra hàng cho em Nga. Đẳng cấp luôn cho em Nga. Riêng áo này chị yêu nào mà bỏ qua cái mã này thì em phải nói thực sự là quá tiếc luôn ạ. Màu xanh cổ vịt em chốt này. Mã M6 giúp em Nga. Chị yêu nào lấy màu tím thì ghi hộ em màu tím nhá, bởi vì trên đây các bạn đang không có màu tím giúp em Nga. Đấy ạ. Màu tím cho em, khách nhà em nhiều vô cùng. Đấy ạ. Chị yêu nào lấy ghi hộ em là M6 này. Ok, chị Nguyễn Hồng Quân là màu tím ạ. Chị Meo Meo bộ đỏ đang mặc là mã M4 chị Meo Meo nhá. Đấy ạ. Đúng rồi, bộ tay lưới còn không nhỉ? Bộ tay lưới chị Tuyến Bùi lấy bộ tay lưới là size gì đấy chị Tuyến Bùi ơi? Chị Tuyến Bùi có size của chị Tuyến Bùi không? Chị Tuyến Bùi lấy mã bộ lưới thì chị comment hộ em bộ lưới để mai em kiểm tra còn size là các bạn đi đơn cho chị luôn ạ. Đây ạ. Chị yêu nào thích áo của em Nga đang mặc nhá thì chốt đơn cho em Nga, mã là M6 ạ. Ok ạ. M6 giúp em Nga, màu xanh cổ vịt cực kỳ xinh. Chị yêu nào tin em Nga lấy màu này ạ. Rất là đẹp luôn, màu xanh cổ vịt nha các chị yêu nha. Xinh xuất sắc đỉnh dễ mặc ạ. Nó của em nó là len sợi cao cấp nhá, cực kỳ mê. Đấy ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Em nên nhanh một chút xíu thôi các chị yêu nha. Đấy ạ, M1 màu trắng màu đỏ size L chị Cường Huệ hai bộ mã M1 em chốt đơn ạ. Chị Cường Huệ hỏi này cân nặng. Quần đũi dài đi em. Ok, chờ em chút xíu, quần đũi dài em mặc luôn ạ. Chị Cường Huệ đợt này bao nhiêu cân đấy chị Cường Huệ ơi? Chị Cường Huệ đợt này bao nhiêu cân đấy ạ? Xinh vô xuất sắc luôn ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em Nga nhá. Chị mới nhận được áo len này đẹp lắm luôn ạ. Em cảm ơn feedback đấy ạ, feedback luôn của khách hàng nhà em Nga. Tại vì áo này của em Nga phải gọi là xuất sắc đỉnh. Chị yêu nào mà không dinh áo này của em Nga thì thực sự là có lỗi với bản thân nhá. Bởi vì nó là một trong những cái chiếc áo mà mức giá không tưởng được luôn. Áo này các chị yêu không bao giờ lỗi mốt với thời gian các chị yêu nhá. Áo này cực kỳ xinh, mà màu nào cho em cũng đẹp. Tím này, xanh này, hồng này hay là màu be, màu nào cũng đẹp. Màu nào cũng xinh cho em Nga, xuất sắc đỉnh luôn ạ. Đấy ạ, đặc biệt là cái màu tím và màu xanh cổ vịt này thì quá mê luôn rồi. Chị yêu nào mà thích yêu thì chốt cho em màu hồng. Đấy ạ, bởi vì như em Nga là em thích màu hồng, ví dụ như thế, màu xanh cổ vịt này em thích. Đấy ạ, tại vì em hay thích phối đồ những cái dòng như thế này. Đấy ạ, các chị yêu thích phối nên cho em Nga rất là đẹp và cực kể trẻ trung nha. Chị yêu nào lấy chốt đơn, áo của em Nga 65 cân đổ về em chốt đơn. Lên các chị yêu nào lấy áo M6 cứ comment cho em M6 là em chốt đơn thôi ạ. M6 ạ, mức giá cho em Nga 299.000. Chị yêu nào mà không sở hữu cho mình cái áo này thì thực sự em khẳng định các chị yêu là có lỗi với bản thân đấy ạ. Bởi vì nó đẹp xuất sắc luôn, 45 cân đến 65 cân em chốt bao vừa. Khẳng định với các chị yêu 100% các chị yêu nhận hàng là đều mê cái chất liệu này cho em Nga. Chỉ có điều là em có đủ để cho các chị yêu có nhiều không thôi. Đấy ạ, bởi vì em đã đang phải đặt bù luôn rồi đấy ạ, em đặt gối luôn rồi. Mà dù em về số lượng đầu tiên em đi hết 150 áo. Các chị yêu biết là không phải tự nhiên áo len nào mà cũng dám về ngay từ đầu mà nhiều như thế đâu các chị yêu ạ. Không phải là mẫu nào đâu, bởi vì em biết cái mẫu này. Cái mẫu này là em biết nó, em biết dòng chất lượng của nó. Đấy ạ, và em biết kiểu dáng của nó rồi. Bởi vì cái này nó không bao giờ lỗi mốt, cho nên ngay từ khi nó ra là các em ôm liền luôn mới có số lượng đấy mà để đi vừa rồi cho các chị yêu đến 150 áo, chứ còn nếu không làm gì có đâu các chị yêu. Chưa ai mới đầu tiên mà đầu về đầu mùa mà dám ôm với số lượng nhiều đâu ạ. Mà đầu tiên bao giờ cũng phải về một số lượng nhất định thôi ạ, ít thôi ạ. Đấy ạ, để xem mẫu sau đó thì mới đặt thêm được các chị yêu nhá. Nhưng riêng mẫu này là em đã đặt số lượng luôn rồi. Đấy ạ, nhưng em đã phải gối màu luôn rồi ạ. Đấy ạ, em đã phải gối màu vì vì khách đặt quá nhiều. Đấy ạ. Em lấy nhiều nhưng mà không nghĩ là nó lại nhiều như thế luôn. Nên là chị yêu nào lấy đi chốt đơn riêng áo này nhá. Comment cho em Nga là M6 màu em đang mặc, xanh cổ vịt 45 cân đến 65 cân là em chốt bao vừa. Chị Bình Thanh M1 size 2XL cho chị Bình Thanh này. Đấy ạ. Bộ lanh chị Meo Meo ơi, bộ lanh. Chị Bình Thanh khách mới cho em xin chiều cao cân nặng. Chị Hương Trung màu tím này, mã M6 màu tím này. Chị Cường Huệ cao 1m55 nặng 57 cân. Chị Cường Huệ là 57 cân rồi nhá. Áo này của em Nga nó là áo len sợi chị yêu nhá, áo len sợi ạ. Áo em đang mặc là áo len sợi mã M6 ạ. Chị Cường Huệ là lấy màu tím, à chị Hương Trung là lấy màu tím.
Chị Bình Thanh khách mới cho em xin chiều cao cân nặng với ạ. À, nhà em là được kiểm tra hàng trước khi nhận. Nhà em là được kiểm tra hàng trước khi nhận ạ. Nhà em được kiểm tra hàng trước khi nhận nhá. Nói chung là khách mới nhà em, các chị yêu mà chưa còn băn khoăn nhé, các chị yêu cứ kiểm tra hàng đi ạ. Kiểm tra hàng trước khi nhận ạ. Đấy ạ. Và các chị yêu xem hàng đúng không ạ? Các chị yêu có thể kiểm tra hàng cho em nha. Xem hàng giúp em. Rất là đẹp luôn nha các chị yêu nha. Áo em đang mặc có, áo em đang mặc là áo em đang mặc là M6 nhá. Em có tím này, có xanh cổ vịt này, màu hồng này. Hình như hồng, hồng này là còn, hồng này là còn, hình như hồng này có mỗi chiếc à. Hồng này em còn mỗi chiếc thôi các chị yêu ạ. Hồng hết rồi. Màu hồng thì hết rồi. Chị Meo Meo và chị Bình Thanh lấy cho em xin số điện thoại đấy ạ. Chị Meo Meo và chị Bình Thanh lấy cho em xin số điện thoại đấy ạ. Áo em đang mặc nhá, chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Tím này, màu hồng này thì em chỉ có mỗi một chiếc thôi. Nên là chị yêu nào lấy màu hồng thì chốt đơn nhá. Hiện tại còn sẵn đúng một chiếc thôi, hết rồi. Màu hồng không dơ nữa, có một chiếc. Chờ cái màu đấy các chị yêu chờ bù giúp em. Quần đuối rồi, bây giờ em sẽ lên nha. Em qua cái mã này nhá. Mã này chị yêu nào mà biết rồi các chị yêu chốt đơn nha. Bây giờ em qua cái mã này này. Rồi, mẫu quần đuối đây ạ. Đuối dài 360 này. Em có này. Đây ạ, em dơ nha các chị yêu nhá. Em dơ này. Chị yêu nào mà biết rồi, bởi vì những cái dòng này là em mặc quá nhiều rồi. Các chị yêu nào mà còn muốn sở hữu này, em dơ đi ạ. Em có 3 màu. Chị yêu nào lấy màu be chốt đơn màu be. Chị yêu nào lấy màu xanh chốt đơn màu xanh. Chị yêu nào lấy màu đen chốt đơn màu đen cho em nha. Quần đuối 360.000 thôi. Riêng quần đuôi dáng dài baggy, quần này thì siêu dễ mặc. Khách nhà em mua đến cả đùi lẫn dài 10, 15, 16 cái quần này rồi ạ. Tại vì mua cho cả gia đình. 360.000 cho em Nga mã. Quần là M9 nhá. Chị yêu là muốn sở hữu thì chốt đơn M9 giúp em Nga. À quần là M7 giúp em Nga. 360.000 em có 3 màu. Đủ size từ 27. 27 dành cho chị yêu là 52, 53 cân đổ về mặc cho em size 27. Size 28 là cho em mặc là 57, 58 cân. Size 29 là dành cho chị yêu nào 62, 63 cân mặc cho em size 29. 30 là dành cho chị yêu nào 67, 68 cân. 31 dành cho chị yêu là 72, 73 cân. Size 32 dành cho chị yêu là 77, 78 cân. Và 33 dành cho chị yêu nào 82 cân đổ về em chốt đơn quần nhé. Quần màu đen em có đến tận size 33. Đủ size 3 màu. 360.000 một quần. Quần chất liệu đũi, hàng cao cấp, rất là đẹp, cực kỳ xinh. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em nha. Giá cho em Nga là 360.000 ạ. Bao form, bao chất, bao giá luôn. Quần này thì siêu dễ mặc. Chị yêu nào thích mặc thoải mái thì các chị yêu cứ đẩy size lên cho em cũng được. Còn nếu chị yêu nào thích chuẩn size form như em tư vấn, các chị yêu lấy đúng chuẩn size cho em Nga. Bởi vì quần này nhà em Nga, em bán cho khách nhiều nhưng mà chưa có cái quần nào mà em bán cho khách nhà em Nga là khách nhà em tự chọn size. Bởi vì là ví dụ như cái quần đuôi này ấy, em nói thật sự, quần đuôi này là cái quần mà ví dụ như em tư vấn là em mặc, tại vì quần này em mặc 28 cũng được, em mặc 29 cũng được. Là nhiều những chị yêu nào mà thích mặc rộng ấy, là theo phong cách của các chị yêu ấy, là các chị yêu tự đẩy size lên. Ví dụ như các chị yêu bảo là chị 58 cân chẳng hạn, đúng không ạ? Cao 1m60 em tư vấn cho chị là mặc cho em size 28 thôi, nhưng nhiều khi các chị yêu mặc 29-30 cơ. Đấy ạ, lên quần này là em tư vấn là chuẩn size. Chị yêu là thích chuẩn size thì chốt chuẩn size nhé. Chị yêu là thích thoải mái chốt thoải mái cho em Nga, đều mặc rất là đẹp luôn. Vì nó là quần đuôi cao cấp có co giãn 3 màu. Chốt đơn cho em Nga, mức giá cho em Nga là 360.000 mã M7 ạ. Ok, chị Hoàng Thủy màu hồng cuối cùng em chốt đơn là hết hợp màu hồng này. Một chiếc màu hồng cuối cùng cho chị Hoàng Thủy này, hết hồng ạ. Áo M7 ạ, áo M6 hết hồng ạ. Em đang mặc mẫu quần đuôi đi. Ok, mặc mẫu quần đuôi ạ. Rồi ạ, đây ạ. Các chị yêu mặc mẫu quần đuôi nha. Đây, em mặc lên luôn cho các chị yêu. Mặc hẳn màu kem với phối với tông này đi ạ. Áo em mặc này có tím này, có em màu em đang mặc này, màu be nữa này. Áo em đang mặc có màu be nữa này. Áo này thì quá xinh luôn rồi. Chị yêu nào mà dinh muộn áo này thì sợ là không có hàng nữa. Em đặt nhưng mà không biết là có được không nữa đây. Đấy ạ. Áo em có màu này nữa nhá. Chị Hoàng Hà hôm nay nóng thế mà chị mặc quần đũi này của nhà em cả ngày mà thấy mát và thoải mái vô đồ em ạ. Đấy, em cảm ơn feedback cực kỳ tuyệt vời của chị Hoàng Hà. Đấy ạ, đây ạ, khách nhà em đấy ạ. Chị yêu nào mà em, tại vì em nói thật sự là em không biết là cái quần này em phải nói là nó là một cái quần mà lần đầu tiên em về trong lịch sử ạ. Em về lịch sử mà em về liên tục. Em cứ hết là em về, em hết là em về. Khách nhà em
Tại vì em đã bảo là em muốn dừng lắm rồi, bởi vì em bán nó quá nhiều luôn rồi. Nhưng các chị bảo không, vẫn cứ về, vẫn cứ về. Nên chị yêu nào mà chưa sở hữu quần đũi này của nhà em Nga thì các chị cứ chốt đơn nhá. Đấy, feedback ngay luôn, feedback của khách em đây ạ. Hôm nay nóng thế mà chị mặc quần đũi này của em cả ngày mà thấy mát và thoải mái vô đối em ạ. Đấy ạ, feedback cực kỳ tuyệt vời, em xin cái feedback này. Trời ơi, nó phải gọi là đỉnh cao của cái mã quần quần đũi của nhà em Nga luôn. Đấy ạ, chị yêu nào chưa sở hữu thì chốt đơn nhá. Mát thực sự luôn, riêng về quần thì các chị yêu cực kỳ mê cho em cái vì nhiều chị yêu ấy thì khi nghe đến đũi thì các chị yêu cảm giác nào, các chị yêu sợ nhăn sợ nhầu, nhưng mà em nói thực sự cái đũi này nhà em Nga nhá, nó co giãn này, cái đũi này của em Nga này nó co giãn này, nhưng nó lại không nhăn nhầu các chị yêu ạ. Nó lại thoải mái quay trong máy giặt, mặc nó lại cực kỳ sướng, nó khác hoàn toàn với những cái dòng đũi khác. Đây em mặc tông màu này đấy ạ, phối cho các chị yêu luôn cả set như thế này. Áo của em Nga là mã M6, quần của em Nga mặc là mã M7, quần em có 3 màu. Đấy, áo em có màu tím, màu xanh cổ vịt và màu màu em đang cầm tay đây nó là màu be nhá. Màu be, màu hồng em hết rồi. Áo này màu hồng em hết rồi nhá các chị yêu nhá. Đây. Đấy ạ, em còn 3 màu tím này, màu tím này, màu xanh cổ vịt và màu be. Đấy ạ. Màu xanh cổ vịt này cực kỳ xinh. Chị yêu làm mấy chốt đơn ạ. Áo có giá 299 thôi. Mức giá vô cùng tuyệt vời để các chị yêu sở hữu. Quần em đang mặc 360.000 3 màu. Chị yêu làm mấy chốt đơn ạ. Màu đen. Ok, chị Hương Trung màu đen ạ. À, quần Nga mặc bao nhiêu? Quần em mặc có giá 360.000 thôi chị Loan Lê ạ. À, nó là quần đũi ạ. À. Chị Phạm Xuyến màu đen này. Chị đang nhìn thấy chị Phạm Xuyến này. Chị Hồng Quân màu đen. Chị nào? Chị Hồng Quân, Hồng Quân. Chị Hồng Quân màu be ok ạ. À. Trần Huyền M6 màu tím. Chị Trần Huyền M6 màu tím em chốt đơn ạ. À. Em bị ẩn comment nên chị yêu, chị nhận được áo rồi, rất đẹp so với trong live nhé. Em cảm ơn chị xuất khẩu Đài Loan đấy ạ. Áo này chị yêu nào mà không sở hữu thì cực kỳ tiếc. 299.000 áo này em nói thật sự là quá là tuyệt vời luôn. Hiếm, em phải nói là chắc là hiếm có những cái mã nào mà em săn được cho các chị yêu những cái dòng sản phẩm chất lượng mà giá nó quá tuyệt vời như thế này. Đấy ạ. Những cái này các chị yêu mua nơi khác chắc chắn là không có giá như này đâu ạ. Tại vì là cái giá mà các chị yêu mua để sở hữu được em này nó quá là đấy luôn ạ. Chị Phạm Xuyến là đừng quên chị như lần trước, nhớ ghi của chị, chắc ở shop của chị Phạm Xuyến ạ. Ok chị Phạm Xuyến ạ, em mặc quần xanh đi. Ok em sẽ mặc quần xanh đây ạ. Chị Phạm Xuyến nhớ đừng quên của chị nhá. Cho chị quần đuối màu be, chị An Trương quần đuối màu be, chị An Trương em đây, em mặc quần màu xanh đây, chờ em chút xíu. Quần đuối màu be cho chị An Trương, 27 cho chị An Trương này. Quần em có đủ size nha, các chị yêu nào lấy cứ chốt đơn nha, đủ size giúp em Nga. Chị Hằng Nguyễn là M7 này, 65 cân màu đen cho chị Hằng Nguyễn này. Lên giày đi em ạ. Chị Phạm Xuyến 1m62 nặng 68 cân. 1m62 nặng 68 cân là màu đen size bao nhiêu nhỉ? Size 31 hay 32 nhỉ? Em tự tính cân. Hả? 32 à? Size 32 cho chị Phạm Xuyến là ok ạ. Size 32 cho chị Phạm Xuyến này. Hình như mặc thoải mái thì lấy 31. À, mặc thoải mái thì lấy 32. Mặc vừa ôm thì lấy 31 đúng không? Xem mã M6 màu tím. Chị Trần Thanh Vân ơi, màu tím các bạn ấy đang không có ở đây của em Nga, nên là các chị yêu mà muốn lấy màu tím xem lại like dùm em Nga này. Em nói thật sự là em cũng muốn mặc màu tím lắm, nhưng mà bởi vì là màu tím ở đây hiện tại là các bạn ấy không để ở đây cho em Nga. Màu tím thì em còn ít thôi ạ. Đây ạ, màu tím đây ạ. Em dơ cái em mặc màu tím nhá. Các chị yêu nào thích các chị yêu chốt đơn này. Đây ạ. Có ở đây thì em cũng mặc luôn đấy ạ. Nhưng mà hiện tại này, tại vì em không có chủ định nên cái em nó, em không có chủ định nên cái màu này. Em đâu có chủ định nên màu này, bởi vì mẫu này nhà em, các khách nhà em vẫn cứ inbox đều luôn ạ. Đây ạ. Màu tím đây các chị yêu nhá. Chị yêu nào lấy màu tím chốt đơn cho em Nga. Màu tím thì hiện tại em còn ít thôi, chắc là còn không nhiều đâu. Màu tím bởi vì khách nhà em chốt nhiều. Màu tím gần như chị nào cũng lấy. Nói chung là màu tím gần như chị nào cũng lấy á. Màu xanh cổ vịt là các chị yêu lấy kèm. Đấy ạ. Đảm bảo các chị yêu xinh. Tin em đi là các chị yêu cứ lấy tím với xanh cổ vịt cho em Nga, cực kỳ xinh. Bây giờ em sẽ mặc màu xanh đây ạ.
Màu xanh thì em sẽ mặc màu kem cho các chị yêu nhé. Màu tím thì em không còn nhiều, nhưng các chị yêu comment đi ạ. Có hàng nhá. Hiện tại này em vẫn đang còn. Còn khi nào hết thì em sẽ báo hết ạ. M7 màu đen cho chị Nguyễn Thị Quyên. Chị Nguyễn Thị Quyên, giày gu xì màu xanh đi em. Giày gu xì màu xanh là cái gì nhỉ? Giày gu xì màu xanh, chưa nhớ ạ. M7 màu đen cho chị mặc thoải mái em nhé. Chị Nguyễn Thị Quyên lấy size thoải mái cho chị Nguyễn Thị Quyên. Chị Nguyễn Thị Quyên lấy quần M7 size thoải mái. Hằng Nguyễn M7 size màu đen 65 cân. Ok chị Hằng Nguyễn ạ. Áo em đang mặc là mã M6 chị Phạm Hồng Chiêm nhá. Áo em đang mặc là mã M6 ạ. Em đang mặc quần này size 29 đây này. Em mặc 28 cũng được và em mặc 29 cũng được. Đấy ạ. Chị Hồng Quyên mà mặc thoải mái thì lấy cho chị size 30 đúng nhỉ? Size 30 cho chị Hồng Quyên. Mặc thoải mái lấy size 30 chị Hồng Quyên đi. Chị mặc 29 đây này. 21. Chị mặc 29 rồi. Chị bình thường chị mặc 28 mà. Đây chị đang mặc 29 rồi. Chị Nguyễn Hồng Quân là lấy cho chị áo tím và quần màu be cho chị Nguyễn Hồng Quân. Ok ạ. Rồi ạ. Rồi em mặc màu tiếp theo các chị yêu nha. Quần mặc ưng lắm, em cảm ơn chị Liên Phan. Trời ơi đấy. Nhà em cái quần này ấy ạ, mặc cái quần này lên nhận được liền bao nhiêu feedback luôn. Bởi vì cái quần này càng mặc càng mê, bởi vì em nói thật sự có một khách nhà em phải mua cả quần đùi chất đũi đúng của hãng này. Với quần dài các chị mua tổng là phải 15 cái, hơn 15 cái ấy, các chị yêu. Chị mua cho như kiểu đại gia đình của chị ấy ạ. Với lại bản thân chị ấy nữa nên là cực kỳ thích luôn. Màu be là size 29 thoải mái hơn một chút xíu này. Em mặc màu xanh là size 28 này, nó ôm gọn hơn này. Đấy em mặc được cả 28 vì quần này nó có co giãn. Cho nên là cái này em mặc ôm là 28 này. Đấy em mặc 29 là mặc các chị yêu nhìn thấy nó hơi thoải mái một chút xíu đúng không ạ? Đây. Áo em mặc đây nha các chị yêu nha. 299.000 áo là mã M6, quần là mã M7. Đẹp lắm luôn ý ạ. Quá đỉnh luôn. Không có một điểm gì để chê cho em nha. Áo này không có một điểm gì để chê luôn ạ. Dễ mix đồ, các chị yêu mix cho em này. Cái quần này màu xanh đẹp không các chị yêu? Quần này màu gì cho em cũng đẹp, kem, xanh. Nói chung các chị yêu cứ dinh cho em cái quần này 3 màu đi ạ. Mặc lúc nào cũng được, mặc năm nào cũng được. Có khi năm nay nó có chất gì năm ngoái, năm sau nó đã về. Ví dụ như vậy, bởi vì cái này là năm nay nó mới có chất liệu đũi này. Bình thường các chị yêu mình cứ nghe là đũi với nanh là chị em mình ngại. Đấy ạ, nhưng mà bây giờ nó ở Trung Quốc em thấy là họ công nhận họ giỏi ạ. Đấy ạ, đũi bây giờ cũng gọi là không sợ nhăn, không sợ nhăn, không sợ nhầu. Mà quan trọng nhất là mặc cực kỳ sướng và rất là mát. Đấy ạ, ok chị Ngọc Lan ạ, M7 màu be. M6 chưa có màu. Chị nào? Ly Phan. Chị Ly Phan M6 cho em thêm màu với ạ. Chị mua quần giặt chung bị đổ màu, giờ chị đặt lại quần LI nữa nha, màu xanh. Thế à chị yêu. Đấy à, ok chị Niên Phan M7 màu xanh, em chốt đơn quần cho chị Niên Phan màu xanh này. Đấy à. Nên quần jean đi em chị Hằng Nguyễn ạ. À. Ok ạ, à, chờ em chút xíu nhá. Chị Liên Phan quần này siêu sướng luôn ạ. À. Chị Phạm Hồng Chiêm. Chị Phạm Hồng Chiêm lấy áo màu xanh nhé. Ok ạ. À. Áo màu xanh là áo M6 đúng không ạ? Chị Phạm Hồng Chiêm lấy áo M6 đúng không ạ? Chị Đồ Gỗ Khánh Thỏa áo M6 màu xanh ok ạ. À. Áo em đang mặc là M6 đấy ạ. À. Áo xuất sắc luôn nha các chị yêu nha, dễ mix đồ, cực kỳ xinh. Đấy ạ, à, chị yêu nào lấy thì tin em đi ạ. À. Chị Loan Lê là màu xanh nhé, chị Loan Lê là lấy quần này đúng không? Chị Loan Lê lấy quần em đang mặc là màu xanh đúng không chị Loan Lê ơi? Chị Loan Lê ghi hộ em với ạ. À, quần màu be cho chị Vân Khánh nhá, 60 ký. Chị Vân Khánh 60 ký lấy cho em size 20 29 đi ạ. 29 cho chị Vân Khánh ạ. Chị Loan Lê là màu xanh chị đang mặc đúng không? Chị Loan Lê là bằng size chị nhỉ? Size 8 đúng không? Chị
đoán lê quần quần xanh chị đang mặc, size 8. À, chị Bình Thanh M12XL. Màu trắng, chị Bình Thanh là màu trắng size XL 66 cân. Chị Loan Lê là 1m57 là 64 cân à? Quần là 64 cân à? 64 cân là lấy cho em quần này này, size 29 30 31. 31 cho chị Loan Lê. 1m57 là 64 đúng không? Mặc như em Nga đang mặc thì lấy 31 nhá. Mặc như em đang mặc là lấy size 31 ạ. 28 này. Đúng nhỉ, chị tính đúng không? Em tự tính cân cho chị tí nhá. 63 cân. 63 cân ạ, 63 cân lấy cho em size size 28 29 size 30, size 30 cho chị Loan Lê đi, size 30. Size 30 ạ, ok ạ, chị Loan Lê size 30 ạ. Chị Ngọc Lan là M6 màu tím dồn đơn ạ. Chị Ngọc Lan M6 màu tím dồn đơn. À, chị Phạm Hồng Chiêm cho chị cái em đang mặc nhé. Hai cái màu em đang mặc luôn là chị Phạm Hồng Chiêm. Chị Phạm Hồng Chiêm lấy quần em đang mặc là màu xanh hai cái luôn ạ, cùng size ạ chị Phạm Hồng Chiêm. Chị Lan Lê là quần màu xanh như em đang mặc đúng không ạ? Comment hộ em là quần cho em Nga là mã M7 giống em với ạ. Quần hộ em là mã M7 với ạ. Áo là M6, quần là M7 hộ em với ạ. Tại vì comment em nó bị ẩn nên là em đọc được máy này thì máy này em đọc được một nửa, máy này em đọc được một nửa các chị yêu ạ. Khổ em. Các chị yêu thông cảm ạ. Nó em phải đọc bằng hai máy nên là mỗi máy nó nên hiện lên các chị yêu một nửa. Chị Loan Lê có phải lấy quần em đang mặc là M7 không ạ? M7 size 30 cho chị Loan Lê này. Chị Nguyễn Hồng Quân, chị cao 1m50 nặng 55 cân. Chị Nguyễn Hồng Quân cao 1m50 nặng 55 cân. Ở trên chị lấy cái gì nhỉ? Chị Nguyễn Hồng Quân. Chị lấy cái gì đấy em? Chị bị ẩn comment của chị Nguyễn Hồng Quân rồi. Chị Loan Lê quần M7 chuẩn rồi em ạ. Chị Loan Lê là quần chuẩn quần M7 rồi này. M7 màu xanh size 30 cho chị Đặng Thủy này. Chị Đặng Thủy quần chị đang mặc size 30. Em đang mặc quần này là size 28 đấy các chị yêu nhá. Em mặc 28 cũng được mà em mặc 29 quần này cũng được. Nói chung em mặc ôm này. Em mặc ôm vừa thì em mặc là size 28 ạ. Còn em mặc thoải mái thì 29 ạ. Chị Đặng Thủy quần màu xanh size 30 này. Quần này siêu sướng ạ. Đấy ạ. Khi nào mà các chị yêu những cái quần này của em Nga, khi nào mà các chị yêu thấy hôm nào mà trời nắng nóng kinh khủng nhiều, các chị yêu mặc, các chị yêu mới thấy giá trị của em quần này. Đấy ạ, các chị yêu lúc đấy mới thấy rằng là phải nói là tại sao cái quần này nó hot và tại sao mà nó lại thích. Đấy ạ, bởi vì là khi mà lúc nào mà thời tiết nó nóng, những chị yêu ở miền trong ấy, nóng nắng khó chịu, đấy ạ, mặc quần này nó mặc nhẹ như không có co giãn và mặc nó siêu sướng, mát, mặc thoải mái cả ngày vẫn rất dễ chịu cho em Nga. Đấy ạ, thì các chị yêu mới thấy cái giá trị của cái quần này ạ. À, chọn đúng size cho chị nhé, chị Loan Lê chọn đúng size. Áo DVA sau bao nhiêu vậy Nga? Cái áo này em sale là, áo này em sale là bao nhiêu nhỉ? 400.000 nhá chị yêu nhá, chị lấy thì báo em 400 đi ạ, em sale 400 đi. Áo tay em cầm 400.000, chị Vũ Ngọc Tú Anh nhá, áo em sale đằng sau là 400 ạ. 400. Chị Nguyễn Hồng Quân, chị Loan Nguyễn là áo M6 màu tím này. M6 chị đang mặc M tím ạ. Đùi trắng bao nhiêu? Đùi trắng là 420.000 chị Huyền Trương ơi, đùi trắng là 420 ạ. Chị Loan Lê em ghi đúng size cho chị nhá, để tí nữa chị check size cho chị Loan Lê. 63 cân. Đấy ạ. Bây giờ chị trừ nhẩm là không trừ được, hoặc tí nữa tính đúng size chị cho chị chiều cao cân nặng, ghi chiều cao cân nặng chị Loan Lê, tí nữa chị đọc size cho. Chị Loan Nguyễn là M6 màu tím ok ạ. Chị Nguyễn Hồng Quân là chị lấy áo M6 màu tím và quần M7 màu be, cao 1m50 nặng 55 cân. Áo thì chị lấy màu tím ok này. Quần thì chọn cho chị size cao 1m50 nặng 55 cân. Lấy cho chị size 28 ạ. Chị Nguyễn Hồng Quân quần size 28. Quần cho chị Nguyễn Hồng Quân là size 28. Size em luôn. Quần chị Nguyễn Hồng Quân là size 28 này. Áo màu tím ạ. Chị Nguyễn Hồng Quân là vòng phần dưới của chị có đậm không ạ? Chị Nguyễn Hồng Quân ơi, phần dưới của chị có đậm nhiều không ạ? Phần dưới chị có đậm nhiều không ạ?
Chị Trần Hương cho chị bộ lanh màu đỏ size M và quần đũi màu đen size 8. Chị Trần Hương. Chị Trần Hương này, một bộ lanh màu đỏ size M và một quần đũi màu đen size 28 cho chị Trần Hương. Chị Nguyễn Hồng Quân này, em đang lấy size 28 là chị mặc như em đang mặc đấy ạ. Mông của em là mông 95 rồi nhá. Mông của em là mông 95 rồi. Eo đùi em đậm đấy ạ. Cho nên nếu chị mặc như em là chị mặc kiểu như em nhé. Tại vì là với chị em mình cao 1m50 mà nặng 55 cân ấy, là chị em mình có thể mặc 28 cũng được hoặc 29 cũng được. Nên nếu như ở phía dưới của chị ấy, chị muốn mặc ôm, tại vì quần này nó có giãn. Nếu mà chị muốn mặc ôm thì lấy size như em đang mặc. Còn nếu mà thích mặc thoải mái hơn thì mặc 29 cũng được nhé. Vì cái cạp này cạp chun cho nên là kiểu gì chị em mình cũng mặc được ạ. Eo em khá đậm này, bụng em cũng đậm này. Đấy ạ, nói chung là các chị yêu nhìn thấy cái quần này của em Nga mặc được thì thích. Đây, em đo số đo vòng cho các chị yêu nhìn. Tại vì người em Nga không phải là người mẫu cho nên là khi mà các chị yêu mua như này, các chị yêu nhìn người em là các chị yêu thấy rất là dễ ra nhé. Mông của em đây ạ. Em đo mông này. Mông của em đây, trời ơi. Mông của em bây giờ nó lên bao nhiêu rồi đây ạ? Chết rồi. Không phải là 96 nữa đâu ạ. Nó lên đến 97, 98 đến nơi rồi. Đấy ạ, các chị yêu nhìn nha. Mông của em đây. Mông của em đây các chị yêu nha. Đấy, em đo này. Em xoay cho các chị yêu nhìn rõ nhá. Đấy, mông của em đấy ạ. Bụng này. Cái chỗ này là bụng, cái chỗ này là bụng nhá các chị yêu nhá, không phải eo đâu ạ. Bụng này. Các chị yêu mà đo bụng cho em Nga thì các chị yêu cứ thoải mái cho em Nga nhá. Bụng đây ạ. Bụng này, bụng 85 rồi này. Bụng 85 này. Đấy ạ, bụng 85 này. Em đo bụng này. Đây. Đo đúng cho các chị yêu chỗ này này, bụng này. Bụng 85 này, chỗ này là bụng nhá, không phải eo ạ. Đấy các chị yêu thấy không ạ? Mẫu thì người ta eo chuẩn lắm. Đấy ạ. 85 86 đây này. Đấy ạ, bụng này, bụng 85 87 đây này. Bụng em 87 này. Eo của em Nga ở trên đây. Đấy, em đo cho các chị yêu mua của em Nga là các chị yêu cứ yên tâm. Người em không chuẩn cho nên là eo đây ạ. Eo qua quần là 76 này. Eo qua quần là 76 này. Eo này của em Nga là cặp cao nhá, cặp cao ngang rốn nhá. Đấy ạ. Còn eo trên rốn này. Eo trên rốn này. Đấy, các chị yêu đo eo thì đo như này cho em Nga nhá. Đấy, lần để em đo, thi thoảng đo một lần để cho những chị yêu là lần đầu tiên mua tin tưởng luôn ạ. Nên là các chị yêu yên tâm về size khi em tư vấn, bởi vì em cứ lấy căn người em ra. Đây ạ, eo 75. Các chị yêu thấy nhìn thấy không ạ? Đấy ạ. Người mẫu vườn cho nên là eo là các chị yêu. Chị yêu nào mà người đẹp thì các chị yêu mặc nó còn đẹp hơn em Nga rất nhiều ạ. Em mặc màu đen tiếp đi. Ok, em mặc màu đen luôn ạ. Chị Nguyễn Hồng Quân size 8 ok ạ. Trần Hương ok rồi ạ. Rồi em mặc màu đen nha. Em mặc quần màu đen đây ạ. Rồi em mặc tiếp quần màu đen này. Em mặc tiếp quần màu đen nha các chị yêu. Đây, em mặc tiếp quần màu đen cho các chị yêu ngắm luôn này. Đây ạ. Quần dễ mặc lắm luôn ạ. Cứ lấy mấy màu thay đổi đi ạ. Quần này cứ lấy mấy chiếc đi ạ. Màu đen đây ạ. Chị yêu là thích tông đen thì chốt đơn em nhá. Đen em mặc 28 này. Đấy ạ. Nó có co giãn, dễ mặc nó nặng. Chị yêu là thích mặc ôm như em Nga đang mặc thì các chị yêu lấy size như em Nga tư vấn. Còn quần này các chị yêu là thích mặc thoải mái, bởi vì khách nhà em Nga thì các chị yêu cái quần này thì em bán thì nói chung là nhiều chị, đa số là các chị yêu thấy theo form size em tư vấn, nhưng mà nhiều chị yêu là hay thích mặc thoải mái theo cái phong cách của mình, chắc là do phong cách và do tuổi các chị yêu thích đấy ạ. Nên là quần này chị mặc kiểu gì cho em cũng đẹp ạ. Đấy ạ, em mặc màu đen nha, xinh lắm luôn ạ. Thủy 1m53 57 cân, quần size 50. Chị Đăng Thủy là mua hộ cho ai ạ? Chị Đăng Thủy ơi, chị cao 1m57 à? 1m53 57 cân. Cao 1m57 nặng 53 cân. Chị Đăng Thủy ơi, chị cao 1m53 mà nặng 57 cân. Chị cao 1m53 mà nặng 57 cân, chị lấy cho em cùng lắm là size 29 thôi, chị lấy hẳn 30 cơ chị Đăng Thủy. Chị thích mặc rộng nhiều thế à chị Đăng Thủy ơi? Tại vì em đang thấy chị mặc trên size đấy, nên là bên em các bạn hỏi lại một chút xíu ạ. Chị Đăng Thủy là có cao 1m53 mà nặng 57 cân, bình thường chị mặc 29 cũng được, còn chị mặc 30 là thoải mái nhiều cho em Nga đấy nhá. Thế ạ. Tức là chị mặc rộng rãi thoải mái nhiều thế ạ. Nên là các chị yêu nào mà thích mặc thoải mái rộng nhiều thì em hỏi này một chút xíu ạ. Nếu mà chị vẫn lấy theo size đấy này, em vẫn đi theo size cho chị yêu ạ. Nên đồ bộ lại coi chị Dũng Trang nên đồ bộ gì ạ? Đây ạ. Chị Lan Kiều màu đen size 29 ạ. Chị Lan Kiều màu đen size 29 này. Quần màu đen size 29 ạ. Đẹp lắm luôn các chị yêu ơi. Xuất sắc luôn ạ.
không phải suy nghĩ luôn, thực sự quá là đẹp, quá là chất, quá là mê luôn. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em nha. Mức giá vô cùng tuyệt vời luôn rồi. Cực kỳ đẹp, rất là sang, cực kỳ xịn, dễ mặc. Quần này mặc cực kỳ mát luôn ạ. Mặc gì cho em cũng đẹp, phối gì cho em cũng xinh. Mà lại tuyệt vời luôn ạ. Giày đi em cách đây 6 ngày. Giày đi em cách đây 6 ngày ạ. Ôi. Thế chị inbox vào trong trang cho em đi. Hoặc là những cái đôi nào em lên rồi em không nhớ được nữa đâu ạ. Giày... Bây giờ mà chị hỏi em như này em không nhớ được là cái mẫu nào nữa. Chị yêu nào lấy quần nhá, chốt đơn quần cho em nha. Chị yêu nào lấy áo em đang mặc thì chốt đơn áo nhá. Áo này thì màu em đang mặc này thì em còn ít này. Màu em đang mặc mã M6 này, màu be này em mặc thì em còn ít. Đấy ạ. Màu tím thì em cũng còn nhưng còn ít thôi. Nói chung là hiện tại cái áo M6 em không còn mấy đâu. Nên chị yêu nào lấy áo M6 thì các chị yêu chốt đơn nhá. Inbox vào trong trang cho em nha. Còn quần thì em đang mặc là M7. Bây giờ chị yêu đang bảo em lên cái gì là 64 cân có vừa quần đen họ có chị gái họ nông ơi đổi sang màu đen giúp chị nhé, đổi size 9 chị Đăng Thủy, đổi size 9 màu đen, chị Đăng Thủy đổi size 9 màu đen, ok ạ. Chị Đăng Thủy 29 màu đen. Em ơi hôm chị đặt váy 1.250.000 không thấy hàng về trả em. Chị Vũ Nhàn sao lại không có váy cho chị Vũ Nhàn này? Em ơi kiểm tra đơn của chị Vũ Nhàn có bị thiếu không. Chị Võ Thị Nhung ơi, em vừa mặc màu be xong. Quần em vừa mặc màu be xong. Chị Võ Thị Nhung ơi, hôm nay em không để chế độ xem lại. Hôm nay em không để chế độ xem lại. Em vừa mặc màu be xong, chị Võ Thị Nhung ạ. Em vừa mặc quần màu be kết hợp với áo màu xanh của Việt xong, cực kỳ đẹp luôn. Em vừa mặc với màu đấy xong. Quần 38 cân có vừa không? Chị Huyền Châu ơi, 38 cân ạ. 38 cân thì mặc nó chấp nhận mặc hơi rộng cho em Nga đi ạ. 38 cân có nghĩa là 38 cân là mặc trên một size. Mặc thì mặc, tại vì cái quần này của em Nga ấy là gần như là các chị lấy trên size, ví dụ trên một size hoặc trên hẳn hai size cũng mặc được. Cho nên là người mà 38 cân thì phải chấp nhận mặc trên cho em một size nhá. Đấy ạ. Chứ không phải mặc như em mặc đâu, mà sẽ mặc rộng hơn em Nga mặc một size. Kiểm tra đơn của chị Vũ Nhàn nhá. Kiểm tra đơn chị Vũ Nhàn sao bị thiếu hay là như thế nào này. Chị Huyền Châu quần M6 màu tím cho chị Thanh Vân Trần, áo M6 màu tím em chốt đơn này. Còn cái gì nữa nhỉ? Vừa xong chị nhìn thấy comment của gì nhỉ? Chị Nguyễn Hằng M7 màu đen, chị gái họ Nông M7 màu đen. Lấy size ạ. Quần em có đủ size đấy ạ. Chị gái họ Nông quần 64 cân này. Cao bao nhiêu cho em thêm chiều cao đi ạ. Chị gái họ Nông có số điện thoại rồi đúng không? Đây là 64 cân này. Cho em thêm chiều cao nhá, chị Nguyễn Hằng M7 màu đen này. Quần 360 đây ạ. Quần siêu sướng luôn ạ. Rồi. Em qua cái em này nhá. Em lên báo tiếp theo cho các chị yêu nhá. Các chị yêu thích sóc đúng không ạ? Chị gái ở nông cho em xin số điện thoại đấy ạ. Thấy ạ, chị yêu là thích quần dài cho đơn quần dài, chị yêu là thích quần sóc này, các chị có thể chốt đơn sóc này. Sóc đuôi cũng sóc đuôi nhưng mà chính là cái chất liệu mà em đang mặc nhá. Sóc đuôi này chính là cái chất em đang mặc này. Đấy ạ, các chị yêu có thể chọn. Đấy ạ. Cái quần này thì nó là quần dáng dài tầm 85 phân, 85 86 phân. Đấy ạ. Còn cái quần mà đuôi này là quần sóc này. Đấy ạ, quần sóc này thì có giá 320 thôi. Nhưng mà nó là cùng dòng cái chất liệu em đang mặc nhá, 320.000. Đấy, chị yêu là thích sóc, có thể lấy sóc. Sóc em đang có sẵn màu đen, màu xanh. Chị Nguyễn Hằng cao 1m56, nặng 58 cân, lấy size 29 cho chị Nguyễn Hằng màu đen này. Chị Nguyễn Hằng là 50. Chị Nguyễn Hằng là size 29 này cho chị Nguyễn Hằng này. Chị Chuyên Nguyễn này. Một quần đuôi màu, màu gì chị Chuyên Nguyễn ơi, cho em thêm màu đi ạ. M6 màu xanh cho chị Thảo 6 này. Chị Thao 6 một áo này M6 màu xanh này. Áo M6 chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Vì áo 6 M6 là em số lượng mà em về sẵn ấy, hiện tại bây giờ không còn nhiều bởi vì khách nhà em chốt quá nhiều luôn rồi. Nên chị yêu nào lấy M6 thì nhanh tay chốt đơn nhá. M6 em không còn mấy đâu ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt liền ạ. M6 em có tím xanh và màu em đang mặc. Đấy ạ, số lượng có hạn. Chị gái họ Nông là cao 1m58 nặng bao nhiêu cân nhỉ? 65 cân ạ. 58 cân. Cao 1m58 nặng 58 cân size 29 cho chị gái họ Nông.
Chị Nguyễn Hằng cũng sai chị. Chị gái họ Nông cho em xin số điện thoại với ạ. Chị gái họ Nông cho em xin số điện thoại với ạ. Quần cho chị bông bông màu đen này. M7 này. M7 cho chị Thúy Trần Bích này. Chị Thúy Trần Bích lấy quần M7 cho em xin màu với ạ. Cho em xin màu và cho em xin chiều cao cân nặng với ạ. Cho em xin màu và cho em xin chiều cao cân nặng với ạ. Cho em xem màu với ạ. Chị Nguyễn Hằng là đang hỏi em quần đúng không ạ? Quần em có 3 màu. Quần em có 3 màu này, đen này, kem này và màu xanh. Quần em có 3 màu ạ. Màu xanh em vừa mặc xong rồi. Quần em có 3 màu ạ, đen, kem, xanh ạ. Quần em có 3 màu nhá, đen, kem, xanh. Quần em có 3 màu ạ. Đấy ạ. Hôm nào mà các chị yêu nóng nhất, các chị yêu bỏ cái quần này của em Nga ra, các chị yêu mặc để các chị yêu trải nghiệm nhá. Đấy ạ. Để cảm nhận đúng như cái feedback của shop của khách nhà em đấy ạ. Đây ạ. Em có màu kem này, màu đen này và màu xanh. Quần này em có 3 màu ạ, đen, kem, xanh. 360.000 thôi ạ. 360. Rất là sướng ạ. Chị Thúy Trần Bích cho em xin chiều cao cân nặng với ạ. Đầm suông. Chị Chuyên Nguyễn cao 1m50 là 48 cân size 27 này. Chị Chuyên Nguyễn size 27. Chị Bông Bông size 27 thôi. Chị Bông Bông quần này size 27. M7 màu đen cho chị Bông Bông size 27 thôi. Chị Bông Bông 50 cân mà đúng không? Dưới chị một size 27. Chị Chuyên Nguyễn size 27. Bông Bông 27. Chị Thúy Trần Bích lấy M7 màu gì cho em thêm màu nhé. Em vừa dơ 3 màu đấy ạ. Quần em đang mặc là M7 ạ. Quá xinh rồi. Chị Nguyễn Hằng là Nga màu xanh mà em. Chị Nguyễn Hằng là lấy cái gì nhỉ? Khổ, cái máy của em nó bị ẩn comment chị yêu ạ. Các chị yêu không comment trên một dòng cho em Nga là em cứ đọc đứt đoạn ở trên đây một dòng, đọc đứt đoạn bên đây một dòng nên là chị Nguyễn Hằng là lấy màu gì? Nhìn lại hộ chị cái. Chị Nguyễn Hằng là hình như chị đọc nhầm màu xanh à? Hay là gì? Cho xem. Chị Nguyễn Hằng đang hỏi em cái gì xanh nhỉ chị Nguyễn Hằng nhỉ? M7 màu kem cho chị Võ Thị Nhung. Chị Võ Thị Nhung màu kem size 28 cho chị Võ Thị Nhung. M7 màu kem cho chị Võ Thị Nhung. Chị Nguyễn Hằng ơi comment lại hộ em với. Tại vì là nó bị ẩn comment em đọc. Em đọc nó bị đứt đoạn. Comment lại hộ em nhá. Em đọc có bị đứt đoạn ạ. Rồi ạ. Chị yêu nào muốn lấy quần này thì các chị yêu chốt đơn quần nhá. Chốt đơn quần cho em nha. Còn bây giờ các chị yêu vừa bảo em lên cái mã gì nhỉ? Mã bộ đúng không? Bộ hôm trước em bây giờ không biết là còn bộ, để mai em kiểm tra xem em còn size không thì em up video lên cho các chị yêu nhé. Bây giờ em không còn bộ ở đây không, tại vì bây giờ em phải có còn có shop bộ nào ở chỗ mẫu ở đây không, cái bộ số 6 bộ lưới ấy. Lưới còn shop bộ nào còn lưới ở đây không? Quần trắng. Quần này không có màu trắng ạ, áo M6 có con ra. Đây ạ, chị Trần Thanh Vân ơi, nó là áo len lưới á. Cái áo này là len lưới. Hay cho nên cái mẫu đấy cũng được đi, cho chị cái mẫu. Cho em cái mẫu này đi. Đầm ạ. Thắm Nguyễn ơi, đầm ạ. Đầm hôm nay nên. Đầm để buổi sau đi chị ơi. Đầm để buổi sau đi. À đầm nhưng mà không còn đầm. Đầm này không còn size, nó chỉ còn mẻ thôi. Nên em không muốn lên. Nó đang không còn đủ size á. Cảm ơn ạ, nó đang ít quá. Ngố xanh, đây, quần shop đây ạ. Shop đây ạ. Shop đây ạ. Chị Hằng là lấy màu xanh đúng không ạ? Chị Hằng là lấy quần màu xanh đúng chị Hằng ơi? Chị Hằng là lấy quần màu xanh đúng không chị Hằng ơi? Chị Hằng lấy quần màu xanh đúng không ạ?
Chị lấy quần màu xanh đúng không ạ? Chị lấy màu xanh đúng không ạ? Đây em mặc lên này. Em mặc lên cho chị yêu nhá. Chị Nguyễn Hằng là chị Nguyễn Hằng là lấy màu lấy quần xanh đúng không ạ? Chị Nguyễn Hằng là lấy cái quần xanh đúng không? Size 8. Dưới 50 cân, dưới 55 cân mặc cho em 28, dưới 60 cân mặc em 29, dưới 65 cân mặc cho em size 30, dưới 70 cân mặc cho em size 31 ạ, 32 ở dưới 75 cân ạ. Và mã 18 cho em nha. Có màu xanh và màu đen. Quần có xanh và đen nhá. Lấy cho em nha thì comment cho em đúng cú pháp là mã M8 ạ, 320.000. Quần là mã M8 giá là 320.000 giúp em. 320 ạ. Chị Thắm Nguyễn là lấy quần M8 màu xanh đúng không ạ? Chị Thắm Nguyễn là lấy M8 màu xanh đúng không ạ? Chị Nhung Nguyễn này. Chị Nhung Nguyễn là áo M6 màu tím và M7 màu be size 27. Chị Nhung Nguyễn này, áo M6 màu tím này và quần M7 màu be size 27. Ok ạ. Em lên cho các chị yêu một đây. Quá đẹp luôn ạ. Đây ạ, em lên cho các chị yêu một mã lưới này nhá. Một mã áo lưới này, các chị yêu lên lấy này. Quá đẹp luôn. Màu tím đâu nhỉ. Em mặc cái mã áo lưới này màu tím cho các chị yêu ngắm. Đây, đẹp xuất sắc luôn. Em lên cho các chị yêu cái mã này. Mã này rất xinh. Má em mặc chị yêu là lấy chút đơn nha. Nên cho em cái má này. Áo của em đang mặc nó là áo đen dưới á. Đó là đen sợi á. Đây ạ. Chị yêu nào thích nữa lấy cho em cái đen sợi mẫu này. Quá đẹp luôn. Nên cho em cái đen sợi này. Màu tím xuất sắc luôn ạ. Đây ạ. Một trong những cái dòng len sợi mà ngoài cái mẫu mà vừa xong các chị yêu lấy M6, các chị yêu lên dinh cho em cái màu năm mẫu này. Em khẳng định với các chị yêu mua em này về cực kỳ thích luôn cho em Nga. Giá cũng cho em Nga là 300.000 cho nó dễ, 299 với 300, lấy 300 ạ. Cho nó tròn dễ nhá các chị yêu nhá. Đây. Đấy ạ. Comment cho em Nga mã này là M9 nhá. M9 giúp em Nga. Chị Nguyễn Hằng mà lấy M8 thì comment hộ em lại là M8 màu xanh nhá. Còn chị yêu là lấy M9 cho đơn cho em M9 áo này. Xuất sắc luôn ạ. Đảm bảo các chị yêu nhận áo này là mê cho em nha. Đẹp xuất sắc, cực kỳ đỉnh ạ. Em này phải gọi là tuyệt phẩm luôn các chị yêu ạ. M9 cho em nha là 300.000. M6 màu tím ok ạ. Em mặc cái gì đấy ạ? Đầm ạ, đầm để sau thì Thắm Nguyễn ạ. Đầm đây. Đầm có màu, đầm này màu tím này. Đầm màu tím đây ạ. Xinh lắm luôn ạ. Nhưng mà màu tím em thì còn mờ thôi. Xinh quá chị yêu ơi. Đầm xinh vô cùng luôn ạ. Xuất sắc luôn. Đấy, xuất sắc luôn. Nhưng mà em nghĩ cứ đang bị lẻ size mất rồi ít. Cái này được về được ít ạ. Xinh lắm. Chờ chút xíu cái đầm đấy giùm em ạ. Chị Nguyễn Trinh ạ. Chị Nguyễn Trinh M6 màu tím ok ạ. Em đang mặc ở đây nên cho em Nga áo là M9 nhá. Áo cho em Nga là M9 này. M9 ạ. M9 cho em Nga. Đây. Các chị yêu nào lấy M9 cho đơn cho em M9 nào này. Áo này thì M9 em bao vừa cho các chị yêu khoảng tầm 62 cân đổ về em chốt đơn. Tầm 62 cân đổ về các chị yêu mặc cho em áo này. Xinh xuất sắc đỉnh. Chị yêu nào mà tin em Nga dinh cho em cái áo này. Đẹp xuất sắc luôn. Nó là len sợi các chị yêu nha. Cái áo này của em Nga nó là len sợi. Nhưng mà nó là kiểu len sợi gen đấy các chị yêu ạ. Nhưng các chị yêu lưu ý cho em Nga nhé. Hàng này của em Nga nó là hàng cao cấp. Các chị yêu mặc không bị ngứa, không bị dặn, không bị gì ạ.
đây là một trong những cái mã mà em khẳng định với các chị yêu, bởi vì những cái dòng như thế này ấy, là những cái dòng mà em biết chất lượng rồi, em biết chất lượng rồi, nên những cái dòng nào mà em biết chất lượng của nó và em biết cái hãng của nó rồi, bao giờ em cũng ôm được số lượng nhiều ngay cho các chị yêu, bởi vì nó vừa đẹp mà mức giá thì phải nói là không tưởng được luôn rồi. Đấy ạ. Nên chị yêu nào lấy, các chị yêu nhìn cái sợi cho em Nga này, mặc nên cực kỳ thích và rất là mê luôn cho em Nga nhá. Em có này M9 ạ, em đang mặc M9 nhá. Em có màu tím này, à, có đầm 65kg không ạ? Có đấy ạ. Có ạ. Có chị yêu nha. Chờ em chút xíu ạ. Quần đây ạ, chờ em chút xíu. Áo này quần, à, váy mà đầm mà màu đầm mà 65kg thì chị lấy cho em sang những cái dáng mà đầm 65kg là có mấy mã em mới về đấy. Các chị yêu thích đầm đấy thì để sau, hôm sau em lên đầm đấy đi. Mã này này, em có màu đen này, màu hồng, màu nào cũng đẹp cho em nha. Tím này, đen, hồng, be, vàng, 5 màu. Xin em nha. Các chị yêu, cứ dùng cho em những cái này, không bao giờ nối tiếc. Không bao giờ nối tiếc ạ. Màu kem cũng xinh nha, em có màu kem này, màu vàng này, màu hồng này, màu đen. Áo này em có 5 màu, cực kỳ xinh, lấy màu nào cho em cũng đẹp. Nó là dòng len lưới gen, rất là đẹp, cực kỳ sang xịn, hàng cao cấp cho em nha. Hàng này nếu mà bình thường các chị yêu mua vào ấy, không bao giờ có mức giá này đâu. Đây là mức giá không tưởng luôn đấy, rất là đẹp. 300.000 cho em nha, mã M9. M9 có giá là 300.000. Em có 5 màu cho các chị yêu sở hữu ạ. Đầm 65 cân chị chọn, chị vào trong trang hộ em đi ạ. Em có về một số mã em up lên đấy ạ. 65 cân thì đầm cái đấy em không có size của chị mất rồi. 65 cân thì đầm nguyên 65 cân thì mà chị mặc cho em một là chân váy đi. Chị mặc cho em một là chân váy, hai là 65 cân à, 65 cân. 65 cân những cái dáng hàng siêu cấp hiện tại em cũng đang hết size rồi. Những cái set hơn 1 triệu cũng đang hết size của chị mất rồi. 1 triệu 2, 1 triệu 250 cũng đang hết size của chị rồi. Em chỉ còn cái hàng mà mới về là cái hàng khoảng tầm 450 ấy, thì có size của chị thôi, Đào Nguyên ạ. Hiện tại 65 cân thì có hàng 450 là cái hàng mà con hai lớp ấy, thì là có size của chị thôi. Chị Bình Thanh là quần đuôi màu xanh M8, ok ạ. Chị Bình Thanh quần đuôi shop M8 cho chị Bình Thanh. Chị đầm M9 này, màu tím cho chị Lan Ngô này. Mẫu này đẹp các chị yêu nha. Các chị yêu tin em Nga, các chị yêu cứ tin em ạ. Chị yêu nào nhận hàng áo này các chị yêu cũng sẽ cực kỳ mê luôn cho em Nga. Chị đầm quét cho coi, chị đầm gì nhỉ? Đầm gì ạ? Đầm cho chị cái đầm 65 cân chị lấy sang cho em đầm này. 65 cân đâu ạ? Cho em cái chân đầm ấy, đây. Chị lấy cho em cái mẫu này. Mẫu này thì em đang còn có size của chị. Đây. Cho em cái chân này nhá. Chân này thì có 450 thôi, hàng cao cấp cho em nha. Đây, chân đầm này. Đây ạ. Đây ạ, các chị yêu mặc cho em quần sóc này cũng được nha. Các chị yêu mặc cho em chân đầm này luôn này. Đây, riêng quần sóc này em mặc chui chân đầm và luôn cho các chị yêu luôn này. Đấy ạ, 65 cân chị có thể mặc chân đầm chui này cho em nha. Chân đầm này thì em có SML 3 size, 65 cân đổ về em chốt đơn. Chân đầm này, chân đầm mới 450.000. Xinh xuất sắc luôn ạ. Đây ạ. Chân này các chị yêu mặc luôn cho em nha, quanh năm suốt tháng 4 mùa cho em nha, nên các chị yêu nào lấy chốt đơn. Rất đẹp nha. Chân này là chân xuất hàng đấy ạ. Cái này là nó có hai lớp này. Hai lớp các chị yêu nha, chân đầm hai lớp. Đây ạ. Xuất sắc luôn cho em nha. Bên trong em vẫn mặc quần đùi nha. Bên trong vẫn mặc quần đùi đấy các chị yêu nha, váy hai lớp đấy. Các chị yêu xuất cho em cái chân đầm này, mới cho em cái áo. Ủa, xuất sắc luôn. Không chê được cho em một điểm nào. Chân đầm này em đang mặc là size S nhá. Chị yêu nào lấy chốt đơn 450 đủ size SML 3 size. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. Đẹp lắm luôn, hàng cao cấp. Đây ạ, áo mà em áo đây các chị yêu ạ, đẹp. Các chị yêu tin em dinh áo này nhá. Em mặc màu, đang mặc màu tím này. Em mặc cho các chị yêu màu hồng cũng đẹp, màu đen cũng đẹp, màu be cũng đẹp. Chỉ có màu vàng. Trong năm màu của cái áo này ấy, chỉ có màu vàng ấy là cái màu chị yêu là thích vàng thì chốt đơn vàng. Bình thường các chị yêu thấy qua áo phông thì em rất là thích màu vàng. Nhưng riêng cái mã này nhá thì em lại chọn này tím này, hồng này, em thích nhất là hồng bởi vì em là thích phong cách hồng.
Đấy, nhưng mà màu tím là cái màu mà gen rất là xinh, và cái màu đen sang, màu đen rất là sang, và màu kem đây. Em sẽ mặc nhanh 5 màu cho các chị yêu nhá. Bởi vì bây giờ nó không còn thời giờ, nó khá muộn rồi nên em sẽ mặc nhanh 5 màu phối kết hợp với cho các chị yêu Ngọc. Đây, mặc nhanh nhá. Chị yêu nào lấy thì có thể xem lại like giúp em cũng được. Cái áo này thì quá đỉnh luôn ạ. Chị yêu nào mà lấy áo cái mã mà M6 cho em Nga thì các chị yêu lấy thêm cái mã M này, các chị yêu tin em Nga. Nó quá đỉnh luôn. Không bao giờ phải nuối tiếc luôn ạ. Đây, màu đen nha, em mặc màu đen luôn này. Áo này siêu đẹp luôn, đẹp như cái mã M6 các chị yêu lấy ạ. Chất của nó siêu đỉnh luôn ạ. Màu đen này, sang. Cái áo này là len lưới gen ấy, siêu sang luôn các chị yêu nha. Đây, siêu sang luôn cho em nha, màu đen này. Sơ vin cho em nha, dễ mặc vô cùng. Đây ạ. Đây. Đây các chị yêu nha. Không sợ lộ đâu các chị yêu nhá, vì em đứng gần cái ánh sáng nó bị vào thôi ạ. Còn khi mà các chị yêu mặc như thế này, các chị yêu không sợ lộ đâu các chị yêu nhá. Không hở lộ đâu ạ. Tin em là không hở lộ nhá. Bởi vì khi em đứng gần vào cái đèn sáng ấy, nó chiếu vào giống như chị em mình cái đèn flash ấy, đúng không ạ? Giống như là một số các chị yêu biết rồi đúng không ạ? Một số cô người mẫu mà đi đâu ạ, rõ ràng mặc bình thường rất là xinh, nhưng mà khi đứng dưới ánh đèn flash nó tự bị phản sáng vào, cho nên là nó bị lên như thế thôi. Em đứng gần để các chị yêu nhìn rõ cái gen thôi. Đấy ạ. Còn các chị yêu yên tâm đi nhá, mà năm nay thì nó lại quá mốt những cái dòng mà đen lưới, còn lại đen móc, đen sợi sợi to cơ. Đấy ạ. Nhưng mà những cái sợi to đấy thì thật ra là em cũng không phải là phong cách đấy lắm. Tức là em chỉ về những cái dòng như thế này này, nó vừa kín đáo, nó vừa đủ để cho chị em mình mặc. Tức là em thích là mặc nó sang, nó chất, nhưng mà nó vừa đủ độ cho chị em mình thôi. Chứ còn nếu mà nó len nỗ to quá, nó hở hở nỗ to quá thì nó không phải phong cách của em. Nói chung là em không phong cách đấy, em không tự tin với cái phong cách đấy. Phong cách đấy thì thường ví dụ như chị em mình mặc bên trong, mà những cái mặc đi biển hay đi bơi hay đi gì đấy thì còn mặc, thì ngày xưa là hay mặc như thế. Chứ còn nếu mà phong cách đấy thì em không phải là dân phong cách đấy. Đấy ạ, nếu mà nó có đủ, nó có nên nỗ năm nay thì nó mốt. Năm nay thì mốt nên nỗ và nên lưới, nhưng mà nó làm sao mà lưới của nó vừa đủ độ thôi. Đấy ạ, đối với em thì nó vừa đủ độ, làm sao nó sang lịch sự. Đấy ạ. Màu em đang mặc là màu đen này. Màu hồng này. Màu hồng này. Chị quần đũi xanh rồi ạ. À, chân váy 450 ạ, chân váy em 1450 ạ. À, chị Kim Nguyễn Thị đang hỏi em là gì đấy ạ? Đầm cái gì ạ? Đầm tim đi. Chị đầm mới cho em coi đó là cái gì chứ? Áo đang mặc chị Kim Nguyễn Thị. Chị Kim Nguyễn Thị áo đang mặc là mã M9 đúng không chị Kim Nguyễn Thị? Chị lấy màu gì đấy ạ? Chị Kim Nguyễn Thị lấy màu gì đấy ạ? Đây các chị em nhìn cho em này. Cái lưới của nó như thế này ạ. Đấy ạ, khi em đứng gần và các chị yêu cảm nhận là nó bị như thế thôi nhá. Còn nó không hề bị hở lộ đâu các chị yêu nhá. Đây, em mặc màu hồng này. Em rất thích cái tông màu hồng này vì nó là tông màu hồng rất là xinh. Màu đen, màu đen rất là sang. Chị yêu nào thích sang lấy cho em màu đen. Đấy ạ. Chị yêu nào thích yêu lấy em màu hồng, màu tím. Tím thì quá xinh luôn rồi. Đây, hồng này. Váy là 450 các chị yêu nhá. Váy có SML3 sang. Hàng cao cấp xinh các chị yêu. Đơn giản nhẹ nhàng, không cầu kỳ. Rất là tuyệt vời. Mức giá cho em Nga là áo có giá 300.000, chân váy có giá là 450.000. Đấy ạ. Rất là đẹp, cực kỳ sang cho em Nga. Xinh, áo này xinh ạ. Tin em dinh áo này quá tuyệt vời. À, chị Kim Nguyễn Thị là lấy áo M9 màu gì cho em thêm màu với. Chị Thắng Nguyễn ơi, đầm tim. Đầm tim inbox vào trong trang của em đi chị Nguyễn Thắng ơi, inbox vào trong trang cho em đi Nga đi ạ. Váy là 400. Váy là 450.000. Áo là 300 nha các chị yêu nha. Tin em ạ. Áo này các chị yêu cứ lấy cho em hai màu thay đổi. Các chị yêu tin em nha. Nó đẹp xuất sắc như mã M1 luôn. M1 thì nó có một phong cách một chút xíu là nó có cổ. Còn em này thì nó là gen lưới, hàng cao cấp các chị yêu nhìn này. Nó như thế này cơ mà. Các chị yêu nhìn cho em Nga này. Đấy ạ, nhưng mà không bao giờ nhá, thoải mái quay trong máy giặt cho em Nga. Sợi của nó là sợi cao cấp nha. Đấy ạ, mức giá thì không tưởng được luôn. Không có giá, bình thường không có giá này đâu.
mặc lên vừa đủ độ xa. Đấy ạ. Rất là xinh. Màu em đang mặc là màu hồng. Em thích cái màu hồng này, nó tôn da sáng da. Dòng như thế này nữa, cho nên là những chị yêu nào mà không dinh những em này thì quá phí luôn ạ. Hôm nay là 51 đấy ạ, 51 nên lưới. Nhưng mà em thấy nhiều mẫu nên lưới nó rộng lắm, nó to lắm. Em không phải là cái phong cách của em. Đấy ạ. Cho nên là em không, nên là những chị yêu nào thích phong cách đấy thì nó không phải là phong cách của em. Trời ơi, nhìn nó lưới nó lỗ to khủng bố, như kiểu mình mặc đi ra ngoài biển ấy thì em lại không phải phù hợp với phong cách đấy. Em mặc cái phong cách làm sao mà nó vừa kín, nó vừa hở nhưng nó đủ độ sang. Đấy ạ. Mặc nên là chị em mình mặc nên nó phải vừa sang, vừa cảm giác mặc nó, nói chung là người khác nhìn đối diện của mình nó đủ, nó đủ chứ nó không quá là, nó không quá cạnh. Đấy ạ. Thì cảm giác nó tự tin với chị yêu ạ. Tại vì người mình có phải là người mẫu đâu, đúng không ạ? Những cái cô người mẫu, cô cao 1m60, 65, xong người cô chỉ có 50 cân với lại 52 cân, đúng không ạ? Đấy là người ta vòng chuẩn số đo vòng 1, vòng 2, vòng 3, người ta đều đẹp thì người ta mới tự tin, người ta mặc những cái đấy. Chứ còn như ví dụ như em chỉ thấy là mình mặc làm sao nó cân đối, nó vừa phải, tự tin. Đấy ạ. Đấy ạ, vừa đủ kín, vừa đủ hở. Nhưng mà nó lại sang. Đấy ạ, em mặc màu cuối cùng là màu vàng nhá. Nên chị yêu là lấy thì cứ chốt đơn cho em Nga mã M9 nhá. M9 có chị Kim Anh này, màu kem này. Chị Nguyễn Hằng này, M8 và M9 này. Chị Nguyễn Hằng này. Chị Nguyễn Hằng là lấy váy là M mấy nhỉ? Váy là M8 là cái gì nhỉ? À ok, chị Nguyễn Hằng là M8 này và M9 là váy cho chị Nguyễn Hằng này. Váy cho chị Nguyễn Hằng là K1 450.000, K1m56 nặng 58 cân, size M cho chị Nguyễn Hằng này. Váy size M cho chị Nguyễn Hằng nhá. Và áo và quần mã M8 cho chị Nguyễn Hằng. Chị Kim Anh là áo M9 màu kem cho chị Kim Anh này. Bây giờ em mặc nốt màu vàng là màu cuối cùng nhá. Đấy. Em mặc 5 màu, các chị sẽ tự cảm nhận là xem có đúng như em Nga nói không ạ. Trong 5 màu này, bình thường với áo phông thì em rất là thích cái tông vàng. Nhưng mà riêng, đấy ạ, em là cứ đúng theo những cái gì mà mình cảm nhận thôi. Nhưng mà riêng cái mẫu này này, em thích màu đầu tiên là em thích màu hồng. Bởi vì em là hay thích kiểu yêu yêu một chút xíu, xinh xinh một chút xíu. Đấy ạ, em thích hồng. Còn nếu mà chị yêu nào mà thích cái tông mà kiểu gọi là cái tông sang ấy, các chị yêu lấy cho em màu đen, đen thì nó sang. Đấy ạ, và màu tím thì cái màu mà gọi là những cái màu mà nhiều những cái màu tím là cái màu mà nhiều chị yêu thích. Đấy, rất là dễ mặc và mặc lên nó rất là xinh. Đấy, và phối đồ nó cũng khá là phong cách, nó lạ. Còn màu kem thì là màu kem màu đen, nó là màu gần như truyền thống rồi vì nó là giống tông đen trắng rồi ạ. Đấy, còn hồng thì yêu. Đấy, còn tím thì nó là cái màu mà mặc lên nó rất là sang nhá, lạ. Còn cái màu vàng này là cái màu cuối cùng dành cho chị yêu là thích tông vàng thôi. Đấy ạ. Riêng cái mẫu này thì phong thì em là thích màu vàng, nhưng mà riêng cái mẫu này thì màu vàng cuối cùng em thích. Đấy ạ. Nên là chị yêu nào có sở thích như em, các chị yêu có thể là cùng tông. Còn nếu mà không thì các chị yêu có thể chốt lên cho em nha. Đấy ạ. Màu vàng rất là đẹp. Các chị yêu thấy không ạ? Màu vàng rất là đẹp ạ. Xinh không các chị yêu? Màu vàng. Đấy ạ. Màu vàng các chị yêu mix với chân váy này cho em nha. Rất là xinh. Đấy ạ. Nhưng em thích nhất là tông màu hồng với cái mẫu này xinh nhất. Đấy. Màu đen sang. Còn màu vàng. Màu vàng xinh ạ. Chị yêu nào thích màu vàng thì chốt đơn cho em màu vàng nhé, là màu cuối cùng. M9 màu be cho chị Anh Phạm này. Chị Kim Anh màu kem này. Ok ạ, màu kem màu be là một này. À, có set bộ không chị? Có, chị Hoàng Thị Bình ạ. Bộ nhà em có nhé, chị Hoàng Thị Bình nhé. Chị có thể xem lại like giúp em Nga đi ạ. Set bộ thì em có đấy ạ. Nhưng mà bây giờ chắc là em không kịp lên nữa rồi. Em nên mẫu này là mẫu cuối cùng. Mẫu này xinh các chị yêu ạ, 62 cân đổ về chốt đơn cho em, rất là đẹp luôn. Xinh không ạ? Mix với chân váy, mix với quần short, mix với quần jean, quần âu, mix gì cho em cũng đẹp. Đấy nên là chị yêu nào mà tin em Nga, các chị yêu nào mà thích cái mã M6 ấy, các chị yêu nào tin em Nga dinh cho em cái mẫu này nữa, đảm bảo các chị yêu sẽ không
hồi tiếp đâu. Rất là đẹp cho em Nga nhé. Rồi bây giờ thì chắc là khá muộn rồi, em xin phép dừng live tại đây. Cảm ơn các chị yêu đã ủng hộ em Nga nhiệt tình trong livestream tối nay nhé. Còn bây giờ thì em xin phép dừng live ạ. À, chị lấy 3 mã nha em. Chị Nguyễn Hằng lấy 3 mã là còn mã gì nữa nhỉ? Ok ạ, à, ok. Chị Nguyễn Hằng 18, 19, 10 em chốt đơn ạ. Rồi ạ. Chị yêu nào mà còn ưng mẫu gì thì chốt đơn nhé. Chị Võ Thị Nhung 19 màu tím này. Chị Võ Thị Nhung 19 màu tím. Chân váy là M10 đúng không? Chân váy em đang mặc là M10, áo em đang mặc là M9 á. Áo em đang mặc là M9 á. M8 lấy màu gì? M8 là cái gì? M8 chị Nguyễn Hằng lấy màu xanh, quần sót xanh. Chị Nguyễn Hằng lấy quần sót xanh, comment nhìn comment của chị Nguyễn Hằng là màu gì? Quần sót xanh. Chân váy 450 ạ, áo này là 300 ạ, quần sót xanh là 320 ạ. Ok các chị yêu ạ. Còn bây giờ thì em xin phép dừng nhá. Đấy, nếu như mà màu vàng thì các chị yêu phối kết hợp cho em chân váy màu đen như này là quá xinh luôn rồi, không có một điểm gì để chê cho em nha. Chị Võ Thị Nhung. Áo này thoải mái luôn ạ, màu tím thoải mái cho chị Võ Thị Nhung luôn, xinh luôn ạ. Rồi ạ. Bây giờ thì em xin phép dừng live tại đây ạ. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Hẹn gặp lại các chị yêu trong live stream tiếp theo ạ. Màu vàng hôm nay mix với chân váy đẹp xinh. Hả? Ok chị Võ Thị Nhung em đổi sang hồng ạ. Ok chị Võ Thị Nhung đổi sang hồng ạ. Áo này màu vàng mix sang với chân váy này đẹp.